Đô thị cực phẩm y thần. Diệp Thần. Tập 90. Hắn tầm mắt từ Tôn Dương trên mình rời đi, nhìn về phía trước mặt biển máu cười nói. Qua một ngày nữa, Thiên Trì thì phải đóng cửa, cho dù thằng nhóc này thật còn sống, vậy không ra được, lần sau mở, chính là sang năm chuyện, ở máu thần khu bên trong ngây ngô một năm, chính là thông thiên đại năng, cũng chỉ có thể rơi được cái hài cốt không còn, hình thần câu diệt kết quả, ta xem, Thiên Cương ngươi có thể đi trở về trong tộc. Phần Thiên Cương thở dài một tiếng nói, nếu cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng không kém ngày cuối cùng. Hắn trong lòng vẫn là chưa tin, Diệp Thần sẽ lại chết như vậy. Ngày thứ 10, Phần Thiên Cương nhìn mặt hồ cặp mắt, đã hiện đầy tia máu, 2 giờ, 4 tiếng, 3 tiếng. Rốt cuộc, khoảng cách Thiên Trì đóng cửa, chỉ còn lại một nén nhang thời gian. Phần Thiên Cương than thở một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Ông cụ to lớn lại là cười to nói, ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, bây giờ, người hối hận ban đầu cự tuyệt ta đề nghị, cố ý tiến vào máu thần khu chứ. Cái gì cũng không nhận được, còn cầm mệnh bồi thường, bất quá, đã muộn. Tôn Dương phụ họa nói, xem ra đầu này cửu thiên thần long, vậy nịch chết tại đây hồ bên trong, nhưng mà, thần long không phải am hiểu nhất bơi lội giỏi sao? Chẳng lẽ, đây không phải là thần long, mà là một cái trùng dài? Ông cụ to lớn nghe vậy, và Tôn Dương một hồi cười ầm lên. Nhưng vào lúc này, ông cụ to lớn mấy người phía trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra một cái màu máu vòng xoáy, một bóng người, từ trong đó té xuống. Phần Thiên Cương, Tôn Dương và ông cụ to lớn thấy vậy, đều là sắc mặt vô cùng là kinh hãi. Cái này hai cái sống không biết nhiều ít năm, chấn nhiếp toàn bộ nơi lánh đời cường giả, và nơi lánh đời trẻ tuổi một đời thiên tài kiệt xuất nhất, lúc này. Giống như ba đầu gà gỗ vậy, ngây ngốc nhìn từ không trung rơi xuống bóng người. Bóng người kia, chính là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần cả thân hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, quanh thân kỳ dị màu tím kim đường vân lưu chuyển, đôi mắt chuyển động gian, mơ hồ có ánh sáng tím ẩn hiện. Hắn nhìn một cái ông cụ to lớn và Tôn Dương, cười nói, đại trưởng lão, các ngươi là nói ta sao? Đại trưởng lão lúc này đã chấn kinh nói không ra lời. Không chỉ là bởi vì Diệp Thần xuất hiện, còn bởi vì Diệp Thần hơi thở. Đại trưởng lão lúc này, lại từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được một tia. Tương tự cổ huyết gia hộ hơi thở. Điều này sao có thể? Qua hồi lâu, đại trưởng lão mới ấp úng nói ách. Cái này, tự nhiên không phải, bất quá, ngươi là làm sao ở máu thần khu bên trong nán lại thời gian dài như vậy? Trước kia, tại Thiên Trì máu thần khu bên trong. Ngây ngô dài nhất ghi chép, là 7 ngày, người này là nơi lánh đời trên lịch sử, xuất sắc nhất thiên tài. Máu thần khu ở giữa 7 ngày, là hắn mang tới, là người thường khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn, từ máu thần khu sau khi đi ra, tu vi chính là một ngày ngàn dặm, bị người tôn là thật thần hạ xuống. Cuối cùng trở thành trấn áp nơi lánh đời đếm vạn tái tuyệt thế tồn tại. Cổ huyết gia hộ cái này cùng thần kỹ, chính là người này sáng tạo. Mà Diệp Thần, lại ngây ngô được so hắn lâu hơn, ước chừng nán lại 9 ngày thời gian. Cái này há chẳng phải là nói, Diệp Thần từ máu thần khu bên trong lấy được chỗ tốt, so với kia trong lịch sử người mạnh nhất, hơn nữa to lớn. Tôn Dương cảm thụ Diệp Thần hơi thở, nguyên bản còn tràn đầy tự tin khuôn mặt, thuận tiện hỏng mất, hắn giống như là thấy quỷ vậy, vô cùng là hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Đây là, Diệp Thần một mắt hướng hắn quét tới, trong con người huyết quang chớp động. Liền cái nhìn này, lại ép có cháu Dương, liền lùi mấy bước. Diệp Thần nhàn nhạt nói, bây giờ, người thấy rõ không? Hắn ánh mắt nóng bỏng ngưng mắt nhìn Tôn Dương. Ta, là long vẫn là trùng. Chuyện gì xảy ra? Hắn ánh mắt, làm sao sẽ cho người to lớn như vậy áp lực? Tôn Dương cắn chặt hàm răng, đôi mắt bên trong, giống vậy bốc lên một đạo loáng ánh sáng màu vàng, khí tức cả người biến đổi. Tản mát ra vô cùng là nóng bỏng chập chờn, hắn vận dụng bị thiên chỉ cường hóa đi qua linh thể, lúc này, rốt cuộc có thể chịu nổi Diệp Thần ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị lúc mở miệng, trước mắt Diệp Thần, bỗng nhiên đôi mắt mở to, trong con ngươi, lóe lên giống như thực chất giống vậy màu tím kim điện mang. Trong chốc lát, Diệp Thần bóng người, lại Tôn Dương trong mắt, không ngừng phóng đại, biến thành đỉnh đầu hắn, chân đạp đất hùng vĩ thiên thần vậy. Thật là để cho người không nhịn được thì phải màng bái.
Đồng thời, quát to một tiếng ở Tôn Dương trong đầu vang vọng, nói. Ta là Long, vẫn là trùng. Điều này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải Diệp Thần, ngươi là ai? Tôn Dương hoàn toàn thất thố, sắc mặt sát trắng, cả người run rẩy, linh lực trong cơ thể đều cơ hồ không cách nào vận chuyển. Diệp Thần làm sao sẽ thành được như thế khủng bố? Thậm chí, so đại trưởng lão còn đáng sợ hơn. Vô biên áp lực hướng Tôn Dương vào tới, hắn cảm giác, chỉ cần mình không trả lời Diệp Thần vấn đề, một giây kế tiếp, hắn cũng sẽ bị cái này thần uy, xé thành phấn vụn. Phốc thông một tiếng, Tôn Dương không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, run rẩy gào thét nói, ừ. Là Long, ngươi là Long, ta là trùng. Vừa dứt lời, vậy vô biên uy áp, bỗng tiêu tán, phảng phất từ tới không có xuất hiện qua vậy. Diệp Thần cân nhắc đánh giá Tôn Dương nói, Tôn Dương, ngươi đây là làm gì? Ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, phải dùng tới, quỳ xuống sao? Lúc này, đại trưởng lão nhìn Tôn Dương cử động, sắc mặt đã vô cùng làm khó xem, nhưng là, để cho hắn rung động, không phải Tôn Dương đối với Diệp Thần quỳ xuống, mà là Diệp Thần mới vừa rồi lộ ra một tia hơi thở. Đó là, thần uy, chân chính thần uy. Cái này... Kết quả là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ở nơi này máu thần khu bên trong, kết quả chuyện gì xảy ra? Tôn Dương cúi đầu, chậm rãi đứng lên, không có ai thấy rõ sắc mặt hắn, hắn sau một hồi trầm mặc, liền không nói một lời xoay người rời đi, nguyên bản như mặt trời nóng rực vậy bóng người, lúc này, nhưng giống như lăn xuống ở ven đường đất đá vậy, tiêu điều chán nản. Đại trưởng lão nhìn Tôn Dương rời đi hình bóng, than thở một tiếng. Viên này vốn là đang chậm rãi dâng lên nắng gắt, lúc này, đã hoàn toàn chết, niềm kiêu ngạo của hắn, đã bị Diệp Thần đạp bể. Hắn vừa quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, mơ hồ tản ra dùng mình. Phần Thiên Cương gặp bầu không khí có chút không đúng, mau chạy ra đây cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, thật là hù chết ta còn lấy là, ngươi thật bỏ mạng ở cái này máu thần khu bên trong, phải biết, trên lịch sử ở máu thần khu ngây ngô được dài nhất người. Cũng không quá nán lại 7 ngày mà thôi. Vậy cũng đã là kỳ tích, mà ngươi nán lại 9 tầng trời, đây quả thực, chính là thần tích à. Diệp Thần cười nhạt nói, may mắn mà thôi. Thật ra thì, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể ở nơi này máu thần khu bên trong, nán lại dài hơn thời gian, bất quá, trong biển máu thần tính tinh hoa, đã bị Diệp Thần cùng với huyết long và tiểu hoàng toàn bộ hấp thu, muốn chờ lần sau khôi phục, không biết phải tới lúc nào. Lại ở lại, cũng vô ích. Phần Thiên Cương nói, tốt lắm, nếu ngươi đã đi ra rồi, liền trước theo ta hồi Phần Thiên Tộc đi, tối nay, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, ngươi liền có thể trở lại Huyền Nguyệt Tông. Vừa nói, hắn một tiếng thét dài, kêu tới đầu kia lớn ưng, sau đó liền quay đầu đối với ông cụ to lớn nói, đại trưởng lão, chúng ta đi về trước. Đại trưởng lão ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Xem được Phần Thiên Cương trong lòng thấp thỏm không dứt, nếu là đại trưởng lão thật đối với Diệp Thần ra tay, hắn nói không chừng cho ra tay ngăn lại, bây giờ, hắn đã đem Diệp Thần làm là người mình. Cuối cùng, đại trưởng lão vẫn là trầm thấp nói, đi thôi. Phần Thiên Cương như chút được gánh nặng, lập tức điều khiển hắc ưng, bay lên trời, ngay tức thì biến mất ở chân trời. Phần Thiên Cương khẽ thở ra một hơi, đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi thật đúng là phách lối à. Lại ngay trước đại trưởng lão mặt, đè có cháu Dương quỳ xuống. Ngươi biết, mới vừa rồi đại trưởng lão, cũng dự định đối với ngươi ra tay sao? Diệp Thần cười một tiếng, chỉ cần ngày này ao vẫn chưa đóng cửa đóng, cho dù là đại trưởng lão, vậy không giết được ta. Phần Thiên Cương nghe vậy, ánh mắt đông lại một cái, bất quá, nhưng không có hỏi tới cái gì. Rất nhanh, bọn họ liền quay trở về Phần Thiên Tộc. Trong phòng. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên giường, khẽ nhíu mày, trên người hắn màu tím kim đường vân, ánh sáng lóe lên, đây cũng không phải hắn cố ý mà là, chỉ là, còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa cái này mới vừa lấy được lực lượng biểu hiện. Mới vừa rồi đối với Tôn Dương làm áp lực, cũng là bởi vì là hắn đúng dịp dùng cái này lực lượng. Lực lượng này, tựa hồ và đã từng hấp thu thiên đạo lôi kiếp có chút tương tự. Bất quá ngày này ao ngược lại là cho hắn mang đến khác chỗ tốt. Đầu tiên là cảnh giới, hắn đã từ hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên bước vào đến hỗn nguyên cảnh tầng 5 trời, hơn nữa đến rất gần tầng 6 ngày.
thứ nhì là bất hủ thần thể, hắn luôn cảm giác bất hủ thần thể nhiều một chút đồ. Bất quá không có chiến đấu, hắn cũng không cách nào cảm giác vật này kết quả là cái gì. Cuối cùng chính là mình luân hồi huyết mạch. Hắn ở máu thần khu, lại có một cái chớp mắt như vậy gian, để cho huyết mạch thức tỉnh 3 giây. Vậy 3 giây, thiên trì phun trào, giống như ngày tận thế. Xem ra phải tăng nhanh đạt được huyền nguyệt tông vị kia luân hồi huyền bia. Ngự thú linh thần cười nói, thằng nhóc, bây giờ, trên mình ngươi mới thật sự là cổ huyết gia hộ, không phải tôn dương cái loại đó bắt chước vật có thể so sánh được, cùng thiên trì hòa làm một thể cảm giác, như thế nào? Rất thoải mái chứ, chắc chắc, một mắt áp đảo tạo hóa cảnh cường giả, loại này lực lượng mùi vị, như thế nào? Diệp thần nói, thoải mái, dĩ nhiên thoải mái. Nhưng là, lực lượng này, cuối cùng không phải chính ta, lại thoải mái, ta cũng không sẽ bởi vì lực lượng này mà bị lạc tự mình. Ngự thú linh thần tán thưởng nói hay, thiên trì một khi đóng cửa, hoặc là ngươi rời đi nơi lánh đời, lực lượng này, liền không tồn tại. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn biến mất, ngươi lấy được thượng cổ cường giả truyền thừa, trong cơ thể, có một tia chân chân thiết thiết máu thần thêm bảo vệ. So với kia huyền nguyệt tông tổ sư cho lời chúc phúc của ngươi, cường đại hơn rất nhiều, đối với ngươi tốt chỗ cực lớn. Diệp thần mở mắt ra, hai quả đấm nắm chặt, không gian bên trong, lại ẩn hiện màu đen điện văn. Hắn trong mắt, hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, cho dù không mượn thiên trì lực, diệp thần bây giờ tiện tay nắm chặt, cơ hồ thì có tan vỡ hết thảy lực lượng. Hắn bây giờ không mượn luân hồi mộ địa và ác ma mắt, cũng có thể chiến tạo hóa cảnh tầng 5 thiên trở xuống cường giả. Cũng không biết linh vận lão thái bà kia cảnh giới gì. Một năm ước hẹn không bao lâu. Vậy thần tính tinh hoa, chân thực quá nghịch thiên cường hãn, thậm chí liền diệp thần thân thể, cũng chỉ là khó khăn lắm toàn bộ hấp thu, còn có từng tia, hắn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa tới cường hóa căn cơ, cho nên, diệp thần trên người màu tím đường vân, mới không cách nào ẩn núp. Trừ cái này ra, Diệp thần, còn chiếm được cái này nơi lánh đời tổ tiên truyền thừa. Ngay tại lúc này, Diệp thần cửa phòng, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp thần nhìn lướt qua cửa, nói thẳng, vào đi. Cửa phòng mở ra, một cô thiếu nữ cúi đầu, bưng một miếng thức ăn đi vào trong phòng. Diệp thần ánh mắt quét qua thiếu nữ gương mặt, không khỏi hơi sững sờ, nơi lánh đời cô gái tướng mạo phần lớn tương đối tục tằng, nhưng là, thiếu nữ trước mắt. Mặt mũi nhưng vô cùng là tinh xảo, mặt mũi chút nào không thể so với Tử Ngưng, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh kém. Thậm chí khí chất trên người lộ ra một tia thượng cổ cảm giác. Cô gái kia đỏ mặt nói, ta phụ thân để cho ta cầm thức ăn mang cho ngươi. Diệp thần khẽ mỉm cười, thiếu nữ này không chỉ có lớn lên không giống nơi lánh đời người phụ nữ, liền tính cách cũng không xem, lại như vậy dè đặt ngượng ngùng. Cảm thụ đối phương và phần thiên cương có chút tương tự hơi thở, Diệp thần trong bụng sáng tỏ. Hắn hướng về phía thiếu nữ gật đầu nói, cảm ơn, để ở chỗ này đi. Thiếu nữ đem thực bàn đặt lên bàn, người lại không có rời đi, vặn nhăn nhăn nhó nhó đứng ở trong phòng, có chút không biết làm sao, mặt đẹp nhưng khỏi bệnh đỏ lên. Diệp thần kỳ quái nhìn nàng nói, thế nào, còn có chuyện gì sao? Cô gái kia yên lặng chốc lát, sắc mặt trù trừ. Rốt cuộc giống như là lấy dũng khí vậy chợt ngẩng đầu lên, đỏ mặt đối với Diệp thần hô ta. Ta phụ thân để cho ta tối nay ở chỗ này cùng ngươi. Diệp thần cả kinh, không nghĩ tới cái này mất tự nhiên thiếu nữ, lại sẽ nói ra một lời như vậy, sau đó lộ ra một nụ cười khổ, cái này phần thiên tộc tộc trưởng ý tưởng, thật đúng là ngoài dự liệu. Mình ngày mai sẽ phải rời khỏi, lại để cho con gái mình tối nay tới cùng mình. Diệp thần lắc đầu nói. Không cần, người trở về đi thôi. Thiếu nữ nghe vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ, vậy đôi động lòng người trong con ngươi xinh đẹp, nhưng hòa hợp nổi lên một tầng hơi nước, nàng mang nức nở nhỏ giọng nói, ừ. Chê ta không đẹp không? Nàng biết mình một mực không bằng trong bộ tộc những cô gái khác vậy sáng sủa, hào phóng, nàng một mực rất hâm mộ những cô gái khác, có thể không chút kiêng kỵ và nam tử cười nói. Nhưng mà, nàng luôn là có chút khiếp sợ, nàng muốn. Trong tộc nam tử vậy sẽ không thích xem nàng như vậy cô gái chứ. Cho nên một mực có chút tự ti. Diệp thần nhìn thiếu nữ dáng vẻ cười khổ nói, không phải, người rất đẹp, chỉ là. Trong chốc lát, hắn cũng không biết giải thích như thế nào mới phải,
nín nửa ngày chỉ biệt xuất một câu ta có người thích. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, thiếu nữ lại nói thẳng, ta không ngại, phụ thân nói qua, từ xưa tới nay, cô gái chính là cường giả phụ thuộc, ta. Diệp Thần có chút không biết làm sao, thuận miệng nói, đây là ngươi tự nguyện, vẫn là ngươi phụ thân cưỡng bách. Cái này phần thiên cương, thật đúng là già mà không đáng tôn trọng. Cái này gây là chuyện gì à? Thiếu nữ trộm trộm nhìn một cái Diệp Thần mặc dù không như trong bộ tộc những thứ khác nam tử mạnh như vậy tráng, nhưng là hắn hình dáng, lại để cho thiếu nữ cảm thấy rất xinh đẹp, so với những cái kia cả người bắp thịt bộ tộc nam tử, thiếu nữ càng thích xem Diệp Thần làm như vậy tịnh thiếu niên, không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy được thiếu nữ gật đầu, Diệp Thần khẽ nhếch miệng, thiếu nữ này lại gật đầu, bây giờ có thể như thế nào cho phải? Trong chốc lát hai người đều ở đây trong phòng không nói một lời, bầu không khí có chút quỷ dị. Đột nhiên, để cho Diệp Thần không tưởng được chuyện xuất hiện, thiếu nữ lại trực tiếp tháo ra quần áo. Hoàn mỹ thân thể chỉ như vậy hiển lộ ở Diệp Thần trước người. Thấy một màn này, Diệp Thần không khỏi có chút khô miệng khô lưỡi. Hắn cuối cùng là một người đàn ông. Thiếu nữ chỉ như vậy lấy nhất vóc người hoàn mỹ đi tới Diệp Thần bên người, vậy ấm áp ôm trong ngực, trực tiếp rớt vào trong ngực. Diệp Thần cưỡng ép chế trụ nội tâm nóng ran, đột nhiên giơ tay lên nói, chờ một chút. Cô gái kia động tác hơi chậm lại, nước mắt cơ hồ thì phải đoạt khuôn ra, môi run rẩy nức nở nói, thật xin lỗi, ta cái này thì đi ra ngoài. Ngay tại nàng xoay người đồng thời, Diệp Thần thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, ngươi, tên gọi là gì? Thiếu nữ động tác hơi chậm lại, nhỏ giọng nói, ta kêu Phần Anh. Diệp Thần cởi xuống quần áo, trực tiếp khoác lên Phần Anh trên mình, nói, ta biết ý ngươi, nhưng là ngươi đối với ta cũng không được rõ. Nếu như có một ngày, ngươi biết ta, còn nguyện ý cho ta mà nói, ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng, tuyệt không phải bây giờ. Thiếu nữ con ngươi phóng đại, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng lại đối với người đàn ông này động tâm huyền. Nếu như Diệp Thần tối nay cưỡng ép cướp đi nàng lần đầu tiên, nàng có thể sẽ cả đời hận phụ thân và Diệp Thần. Nhưng là giờ phút này, nàng phát hiện, cái này kêu Diệp Thần người đàn ông, lại và người khác không giống nhau. Hồi lâu, Phần Anh trong mắt như nước nhìn về phía Diệp Thần, vậy tối nay ngươi có thể để cho ta ở chỗ này sao, nếu không ta phụ thân. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn gật đầu, được. Diệp Thần chỉ như vậy để cho Phần Anh ngủ ở trên giường, mà hắn thì ở một bên vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần ngay tại Phần Thiên Cương cùng Phần Anh đưa tiễn bên trong, đi vào bộ tộc gia truyền tống trong tế đàn, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hắn liền trở lại cái đó Huyền Nguyệt Tông bên ngoài truyền tống chi địa. Diệp Thần lắc đầu một cái, dương mắt vừa thấy, trước người hiện ra hai đạo thân ảnh, chính là Thương Dạ và Tử Ngưng. Hai người đã sớm cùng ở nơi này. Hắn hướng về phía hai người thi lễ nói, sư tỷ, trưởng môn. Thương Dạ thấy Diệp Thần, khuôn mặt lạnh như băng có một tia hòa hoãn, mở miệng nói, Chu Duyên chuyện, ta đã biết, ngươi không cần để ý, bây giờ, hồi tông môn đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, sau đó, theo ta đi gặp ba vị thái thượng trưởng lão. Tử Ngưng hừ một tiếng nói, lại đang máu thần khu nán lại 9 tầng trời, thật là một quái vật, người có biết hay không, chúng ta cũng sắp lo lắng gần chết. Diệp Thần có chút ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, vốn là có thể sớm một chút đi ra ngoài, bất quá vậy máu thần khu thần tính tinh hoa quá mạnh mẽ, vì củng cố ở chúng, ta lại ở bên trong ở một đoạn thời gian. Tử Ngưng có chút im lặng, đây đối với những người khác mà nói, vô cùng chí mạng thiên chỉ máu thần khu, đối với Diệp Thần mà nói. Làm sao giống như tầm thường hồ vậy? Đột nhiên, Tử Ngưng nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, sư đệ, ngươi ở chưa đi đến nhập Huyền Nguyệt Tông trước, có thể trêu hoa ghẹo nguyệt qua. Diệp Thần nhướng mày một cái, kinh ngạc nói, sư tỷ đây là ý gì? Tử Ngưng mắt đẹp lưu tô, người ta cô gái cũng đã tìm tới cửa, người xác định không cùng sư tỷ nói một chút. Diệp Thần càng phát ra mơ hồ. Hắn ở linh võ đại lục biết nữ sinh không nhiều, ai sẽ tìm tới cửa. Tử Ngưng gặp Diệp Thần còn ra vẻ như không biết, liền tiếp tục nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không nhận biết cái đó linh tiên đế cung cô gái. Nghe được linh tiên đế cung,
Diệp Thần hô hấp có chút gấp rút. Hắn đúng là có biết Linh Tiên Đế Cung cô gái. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh. Ban đầu nếu như không phải là Linh Vận Tiên Tôn đem hai người mang tới Linh Võ Đại Lục, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đi tới Linh Võ Đại Lục. Chẳng lẽ hai người biết mình tung tích, đến tìm mình? Nhưng là, vậy Linh Vận bà cụ như thế nào cho phép? Cũng hoặc là nói, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết một người trong đó trốn ra được. Diệp Thần đè nén xuống nội tâm nghi ngờ, kích động nói, sư tỷ, người ở đâu? Ta lập tức muốn gặp được nàng. Tử Ngưng liếc một cái Diệp Thần, khẩu thị tâm phi người đàn ông, mới vừa rồi còn giả dạng làm không nhận biết, bây giờ kích động này sức lực so với ai khác cũng lợi hại. Nếu ngươi muốn gặp, theo để ta đi, người ta cô nương đợi ngươi vài ngày rồi. Đổi lại là ta, sớm rời đi. 10 phút sau đó, Tử Ngưng mang Diệp Thần đi tới một nơi viện tử. Đây là Huyền Nguyệt Tông chiêu đãi khách nhân khu vực. Một cô gái đang vô cùng buồn chán ở đùa bỡn hoa hoa thảo thảo. Mất hết hứng thú. Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc. Người thiếu nữ này hình bóng, không phải Kỳ Tư Thanh, càng không phải là Hạ Nhược Tuyết. Vô cùng xa lạ. Diệp Thần khẳng định không nhận biết người này. Tiếu Vân, ta cầm Diệp Thần mang tới. Tử Ngưng hướng về phía Tiếu Vân mở miệng nói. Mấy ngày nay, vẫn là Tử Ngưng chiêu đãi Tiếu Vân, thường xuyên qua lại, hai người tự nhiên biết. Tiếu Vân nghe được thanh âm, liền vội vàng xoay người, khi thấy Diệp Thần, biểu tình trên mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Nàng bước nhanh đi tới Diệp Thần trước người, người chính là Diệp Thần. Vậy không thế nào mà, mới hỗn nguyên cảnh mà thôi, thật không biết hai vị sư tỷ tại sao như thế nhớ ngươi. Diệp Thần tỉnh táo lại, nghiêm túc nói, là Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết để cho ngươi tới. Nói nhảm, Tiếu Vân có chút không vui, xoay người liền hướng gian nhà đi tới, ngươi theo ta tới, ta hoàn thành nhiệm vụ liền chuẩn bị trở về. Diệp Thần nhìn một cái Tử Ngưng, liền đàng hoàng đi theo Tiếu Vân tiến vào một nơi gian nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn đã hồi lâu không có Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết tình trạng gần đây, người phụ nữ này hoặc giả là tốt nhất cửa đột phá. Cửa đóng lại. Tiếu Vân lấy ra một cái trận bàn thả ở cửa, lại là bước ra một giọt máu tươi. Ngay tức thì, một đạo trận pháp bình phong che chở bao trùm mở. Ngăn cách hết thảy. Tiếu Vân biết Huyền Nguyệt Tông không đơn giản, vật kia cực kỳ mấu chốt, tự nhiên không thể bị những lão gia hỏa kia phát hiện. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Tiếu Vân liền xen vào nói, Diệp Thần, ta mặc dù biết ngươi ở Tây Vực có chút hung danh, nhưng là ngươi cảnh giới bây giờ cuối cùng và cái loại đó thiên tài chênh lệch quá lớn. Sư tỷ để cho ta đến tìm ngươi, không phải là sợ ngươi chết, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng mạng ngươi. Không muốn lại đi đắc tội thế lực khác, ngươi nghe hiểu chưa? Diệp Thần không để ý tới sẽ, chờ đợi Tiếu Vân lời còn sót lại tiếng nói. Tiếu Vân gặp Diệp Thần một bức dáng vẻ sao cũng được, thở dài một hơi, liền lấy ra một cái hộp gấm, vật này là Kỳ Tư Thanh sư tỷ để cho ta giao cho ngươi. Nàng để cho ta nhất định phải tự tay giao cho ngươi. Cái này đồ vật bên trong cực kỳ mấu chốt, ngươi không cần nói cho cái người thứ hai. Diệp Thần cái hiểu cái không nhận lấy hộp, ngay tức thì cảm giác được trong hộp truyền tới một cổ cực kỳ lực lượng thần bí. Loại này lực lượng thậm chí để cho trong cơ thể hắn máu tươi đều bắt đầu sôi trào. Tuyệt đối giá trị văn hoa. Ngươi mở ra đi, như vậy ta cũng coi là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Tiếu Vân không nhịn được nói. Diệp Thần con ngươi trầm xuống, trực tiếp mở ra hộp. Ngay tức thì, linh khí nồng nặc tràn đầy cả nhà. Mà trong hộp, lại lơ lửng một khối ngọc bội, cùng với một giọt máu tươi. Trên ngọc bội mặt có khắc một con yêu thú hình dáng. Mà máu tươi, tràn đầy cực kỳ kinh khủng lực lượng. Thậm chí liền luân hồi mộ địa ngự thú linh thần cũng bị kinh động, thằng nhóc, ngươi cô bạn gái nhỏ kia thật đúng là bỏ được, ngọc bội này ở thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng, còn như tinh huyết này, nhưng mà thượng cổ bạch hổ máu tươi, đối với ngươi luân hồi huyết mạch có nhiều chỗ tốt. Ngươi trước luyện hóa một giọt thượng cổ bạch hổ máu tươi, nếu như luyện hóa lại mấy giọt, ngươi bất hủ thần thể và luân hồi huyết mạch, cũng có thể tiến hơn một bước. Diệp Thần đem hộp thu cất. Đối với Tiếu Vân chắp tay nói, đa tạ. Tiếu Vân lắc đầu một cái, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn,
liền cảm ơn ta hai vị sư tỷ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lại nói, Kỳ Thư Thanh và Hạ Nhược Tuyết có tốt không? Tiếu Vân bản muốn rời đi, nhưng là bước chân rất mau dừng lại, Kỳ sư tỷ và Hạ sư tỷ tốt không được, hai người bọn họ đều là linh tiên đế cung nhất cái thiên phú yêu nghiệt, các nàng bây giờ cùng ngươi chênh lệch giống như rãnh trời. Chênh lệch này càng ngày sẽ càng lớn. Có lẽ, sau này các nàng sẽ trở thành là linh võ đại lục nổi bật nhất tinh thần, mà ngươi, chỉ có thể ở tầng dưới chót ngửa mặt trông lên. Cuối cùng, lại nói cho một mình ngươi tin tức xấu. Ngươi và sư tôn chắc có một năm ước hẹn đi, nhưng mà, sư tôn ở mấy ngày trước lấy được cơ duyên, lần nữa đột phá, ngươi phần thắng cơ hồ là số 0. Nếu như ta là ngươi, liền không nên đi linh tiên đế cung. Nói xong, Tiếu Vân liền rời đi. Tại chỗ chỉ để lại trầm tư Diệp Thần. Linh vận rốt cuộc lại đột phá. Vậy bây giờ vậy là cái gì cảnh giới? Tinh khiếu cảnh. Vẫn là nói cao hơn. Tiếu Vân sau khi rời đi, Thương Dạ và Tử Ngưng liền dẫn Diệp Thần đi tới một nơi linh mạch động phủ bầu trời. Thương Dạ đối với Diệp Thần nói, sau này ngươi ngủ ở cái này trên linh mạch, cụ thể động phủ, liền do tím trưởng lão là ngươi lựa chọn đi. Có rãnh rỗi, tới huyền tháng trong đại điện gặp ta, ta đi trước. Tử Ngưng mang Diệp Thần đáp xuống trên đỉnh núi, đối với Diệp Thần cười duyên nói, nếu không, ngươi sau này thì rời đến tỷ tỷ trong động phủ, cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ như thế nào. Vốn cho là Diệp Thần sẽ bị nàng chọc cười được mặt đỏ tới mang tai, có thể không nghĩ tới, Diệp Thần lại khẽ cười một tiếng nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Làm được Tử Ngưng mặt đẹp ửng đỏ, có chút không biết làm sao. Đừng mở tầm mắt nói, hừ, chỉ đùa một chút mà thôi, người nghĩ gì vậy? Ta nhưng mà sư tỷ của ngươi, tốt lắm, chỗ này động phủ không tệ, ngươi liền ở nơi này đi, ta đi trước. Diệp Thần mỉm cười nhìn Tử Ngưng vội vã rời đi hình bóng, đạt được vậy cổ huyết gia hộ sau đó, hắn phát hiện, chỉ cần không phải Tử Ngưng tận lực vận dụng linh thể, mình đã có thể hoàn toàn chống đỡ nàng tán phát mị hoặc lực. Đi vào cái đó động phủ, cho dù có chuẩn bị tâm tư, Diệp Thần còn chưa miễn lộ vẻ xúc động, nơi này linh khí đậm đà đến dịch hóa, hóa là chấm mưa móc, ở bên trong động phủ tự nhiên bồng bềnh, vừa tiếp xúc với Diệp Thần thân thể liền tràn vào trong đó, hóa là một cổ linh lực cường đại, tràn ngập toàn thân. Xem ra cô gái thần bí kia đề nghị có chút đạo lý, Huyền Nguyệt Tông, Thiên Trì, đều là cơ duyên lớn lao. Linh vận đột phá, linh võ đại lục vậy không mình nghĩ như thế đơn giản. Hắn bây giờ phải làm phải lắng đọng xuống, tăng tốc độ thực lực đột phá. Chỉ tiếc, bởi vì luân hồi huyết mạch tồn tại, hắn đột phá tốc độ so người bất kỳ đều phải chậm. Nhưng là một khi đột phá, có thể sinh ra thực lực khóa độ lại càng lớn. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhẹ khạc ra một hơi, hơi nhắm mắt, lẻn vào thức hải, ở hắn thức hải bên trong, trên trăm cái màu đỏ tím chữ viết thiên phúc trước, lại hợp thành một bài công pháp. Đây là hắn tại thiên trì bên trong lấy được nhất đại bảo bối. Trong óc Diệp Thần, ngừng mắt nhìn cái này thiên công pháp, diễn cảm trịnh trọng, nhẹ giọng dù gì nói thiên đốt chân quyết. Bất quá, Diệp Thần không có tiến hành hiểu, mà là rất nhanh bước lui ra thức hải, cái này thiên công pháp quá tối tăm, tạm thời còn không cách nào hoàn toàn hiểu, chỉ có thể từ trong lĩnh ngộ ra lông phượng và sừng lân. Cho nên, hắn vậy không nóng nảy. Mà là bắt đầu tổng kết lần này thiên trì chuyến đi thu hoạch. Đầu tiên, hắn tu vi, bởi vì tiến vào thiên trì máu thần khu quan hệ, tăng lên tới hỗn nguyên tầng 5 thiên. Đây bất quá là vậy từng tia mãn giật tinh nguyên bị Diệp Thần đổi thành là tu vi kết quả, tiến vào thiên trì tu vi tăng trưởng vốn là để ý liệu bên trong, Thương Dạ và Tử Ngưng cũng không có quá kỳ quái. Sau đó, là hắn bất hủ thần thể, vốn là vô cùng là kinh khủng sinh mệnh lực. Thân thể tính dẻo, lại có tăng lên không nhỏ. Tiếp theo, là lớn đạo phép tắc nắm giữ, vượt xa trước. Cuối cùng, chính là lấy được cổ huyết gia hộ và thiên đốt chân quyết. Bất quá, Diệp Thần cau mày nói, bây giờ mình tu vi, càng ngày càng không theo kịp thực lực, xem ra có cần phải tăng lên một chút, mau sớm tiến vào hợp đạo cảnh. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lấy ra vậy ở thật vô cùng đảo thực tập lấy được dị chủng ma rắn thân xác. Nhớ tới ma cá sấu thịt tươi ngon, Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Hơn nữa, chiếm đoạt cái này ma thây rắn thể, trừ tăng lên tu vi ra, có lẽ còn có thể được cái gì khác chỗ tốt. Lúc này,
Diệp Thần ở nơi này động phủ bên trong, nấu dậy ma thịt rắn tới. Mấy ngày sau, ngồi xếp bằng Diệp Thần rốt cuộc mở mắt ra, mặt đầy đều là vẻ mừng rỡ, hắn đem ma máu rắn thịt, toàn bộ chiếm đoạt luyện hóa sau này, lấy được chỗ tốt, có chút vượt quá tưởng tượng. Lúc này, hắn tu vi, đã tăng lên tới hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên. Hắn đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay chỗ, dấy lên một tia ngọn lửa màu tím nhạt, tản ra khá là kinh khủng hơi thở. Ngự thú linh thần nói, cũng không biết thằng nhóc ngươi là cái gì nghịch thiên vận khí, lại lấy được một tia có tiến hóa lực mồi lửa. Diệp Thần không hiểu nói, cái gì là có tiến hóa lực mồi lửa. Hắn mơ hồ cảm giác được lửa này chủng uy lực khá mạnh, bất quá cũng không biết cái gì là tiến hóa lực. Ngự thú linh thần nói, ngươi biết, Long Huyền lĩnh ngộ Long chi đạo, là có thể sử dụng tiến hóa lực chứ. Đây cũng là thần thông một loại. Vậy con rắn nhỏ vậy phản tổ liền một tia long tộc huyết mạch. Hắn bổn mạng lôi hỏa bên trong, liền mang theo loại tiến hóa này lực, có tiến hóa lực mồi lửa, có thể thông qua chiếm đoạt những loại lửa khác để đề thăng mình phẩm cấp. Cái này màu tím mồi lửa, chính là vậy màu xanh ra trời lôi hỏa cắn nuốt máu ngươi diễm sau đó biến hóa sản vật. Diệp Thần mừng rỡ, như thế nói, lửa này trồng, tương lai có vô hạn có thể. Ngự thú linh thần nói, người dự định như thế nào sử dụng lửa này trùng? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát sau đó, nói ta phải dùng tới tu hành phần huyết quyết. Phần huyết quyết, là hắn từ vậy thượng cổ cường giả trong truyền thừa, lấy được công pháp một trong. Lửa xây phân là hai loại, một loại, tu chính là bên ngoài lửa, thông qua đem ngọn lửa bên ngoài thả tới công địch, một loại, tu chính là nội hỏa, dùng lửa lực cháy máu, tăng cường thân thể năng lực. Cái này phần huyết quyết, chính là cao cấp nội hỏa tu hành pháp môn. Bất quá tu hành phần huyết quyết, Diệp Thần mồi lửa, liền không cách nào bên ngoài thả, nhưng là Diệp Thần cũng không lo lắng, thả dùng còn không có lớn lên mồi lửa công kích, không bằng, dùng để cường hóa vốn là đã rất biến thái thân thể năng lực. Đến lúc đó và bất hủ thần thể kết hợp, tất nhiên kỳ hiệu. Bất quá, bây giờ mồi lửa tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tới có thể tu hành phần huyết quyết bước. Diệp Thần đem mồi lửa thu hồi, lần này, hắn lớn nhất thu hoạch, là được từ ma rắn khác một môn thần thông. Thần lột xác thuật. Bất quá, nhưng chỉ là liệt hóa bản thần lột xác thuật. Bây giờ, Diệp Thần một tháng có thể sử dụng một lần môn thần thông này. Thông qua môn thần thông này, Diệp Thần có thể từ trạng thái sắp chết, khôi phục thành không bị thương trạng thái. Nhưng là, sử dụng môn thần thông này cần phải hao phí tu vi làm giá, cụ thể hao phí nhiều ít tu vi. Thì theo thương thế mà định. Thương thế càng nặng, tiêu hao tu vi càng nhiều. Dù vậy, vậy đủ để cho Diệp Thần mừng rỡ, đây cơ hồ tương đương với nhiều một cái mạng, vốn là Diệp Thần mạnh liền mạnh ở thân xác căn cơ, mà không ở tu vi lên. Bất quá lời tuy như thế nói, nếu như quá thường xuyên hao tổn tu vi, cũng là sẽ làm bị thương căn cơ. Diệp Thần hoạt động thân thể một chút, đi ra động phủ, bây giờ, là thời điểm đi gặp thương giả. Hơn nữa mình trở thành bí truyền đệ tử, có phải hay không ý nghĩa có thể cùng vị kia đề ra một đề ra luân hồi huyền bia chuyện. Hắn quá cần vật này. Mặc dù hắn biết luân hồi huyền bia vị kia không nhất định nguyện ý lập tức cho mình, dẫu sao hắn mới nhập huyền nguyệt tông thời gian ngắn như vậy. Nhưng là bất kể như thế nào, bỏ mặc vị kia muốn mình trả giá cao gì, hắn cũng nguyện ý trao đổi. Diệp Thần đi tới huyền tháng đại điện, Mạnh Hành Vân và thương giả cũng ở trong điện. Mạnh sư huynh, trưởng môn. Mạnh Hành Vân cười nói, chúc mừng ngươi à Diệp sư đệ, đoạt được đấu võ đại hội hạng nhất, máu thần khu cảm giác, khá tốt đi. Diệp Thần giống vậy cười nói, được ích lợi không nhỏ. Thương giả nói, tốt lắm, Diệp Thần, theo ta đi gặp ba vị thái thượng trưởng lão đi. Đi theo thương giả, Diệp Thần rất nhanh đi tới một nơi vắng vẻ gác lửng bên trong, lên gác lửng, chỉ gặp ba tên ông già ngồi ở chủ vị lên. Mỗi người uống trà, trừ Bạch Chấn Đường và Long Diệp Thiên bên ngoài, còn có một người một đầu tóc muối tiêu, hơi thở phi phàm, tướng mạo anh vũ ông già. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, Long Huyền cũng ở đây lầu bên trong. Thương giả nói, gặp qua ba bên ngoài Thái Thượng Trưởng Lão, đây là Diệp Thần, lần này bí truyền đệ tử. Tên kia tóc muối tiêu ông già đối với Diệp Thần cười nói, à, chính là đoạt được đấu võ đại hội đệ nhất tên đệ tử kia. Không tệ, không tệ. Tóc muối tiêu ông già đang muốn nói gì, có thể nhưng vào lúc này,
một cái bóng đen đột nhiên từ tóc đen ông già sau lưng thoát ra, cực nhanh hướng Diệp Thần tấn công tới. Diệp Thần thấy vậy con ngươi co rúm một cái, nơi này còn có người khác. Hắn lúc trước, lại không có phát hiện cái này cái bóng đen. Bất quá, Diệp Thần nhưng không hoảng hốt chút nào, mặt đối với người tới, năm ngón tay nắm chặt, một bên đứng thẳng một cái đao ngay tức thì xuất hiện ở trong tay. Diệp Thần tại chỗ hóa là một đạo hư ảnh chớp mắt rồi biến mất, hướng về phía bóng đen kia chém ra một đao. Tóc muối tiêu ông già trong mắt ánh sáng chớp mắt, lộ ra vẻ tán thưởng, hiển nhiên đối với Diệp Thần cái này đao ý khá là hài lòng. Ầm một tiếng vang thật lớn. Ba động cường đại tản mát, nhưng ngay tức thì tiêu trừ tại vô hình, bị thương dạ trấn áp xuống đi. Mà vậy ba tên ông già vẫn còn ở không lo lắng uống trà, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Một đao đánh trúng đối thủ, Diệp Thần nhưng lui nửa bước, không khỏi mặt hiện vẻ kinh sợ, người này thật là mạnh. Mới vừa rồi vậy một đao, mặc dù không coi như là Diệp Thần một kích mạnh nhất, nhưng là, cũng không tính là nương tay, may là như vậy, vẫn là mình lui nửa bước. Hôm nay, hắn vậy rốt cuộc thấy rõ đối thủ, người này người mặc áo bào đen, mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một cặp mắt mâu. Bất quá, Diệp Thần vẫn là phát hiện, người này, lại là một cô gái. Vậy đôi lộ ra trong mắt, còn vô cùng là động lòng người. Vậy tóc muối tiêu ông già lúc này mới cười nói, trà nhi. Ngươi thật là ẩu tả, làm sao có thể tùy tiện đối với sư đệ động thủ chứ? Diệp Thần có chút im lặng nhìn vậy tóc muối tiêu ông già một mắt, bằng hắn tu vi, muốn ngăn cản phụ nữ kia, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá hiển nhiên lão kia người không cái này dự định. Hơn nữa, hắn trong lời nói mặc dù ở trách cứ phụ nữ kia, nhưng hoàn toàn là cương chịu giọng. Lão kia người tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần ý nghĩa, cũng không để bụng, đối với Diệp Thần cười nói, ha ha, ta tên là Duẫn Triệt, đây là ta cháu gái, cũng là ta học trò Duẫn Mính, lúc trước đối với ngươi thất lễ, ta thay nàng hướng ngươi nói xin lỗi. Diệp Thần nói, nguyên lai là sư tỷ, không sao. Duẫn Triệt cười ha ha một tiếng, lại quay đầu đối với Bạch Trấn Đường nói, lão Bạch, ngươi thu cái đồ đệ tốt à? Sau đó sờ một cái Duẫn Mính đầu nói, trà nhi, như thế nào? Người Diệp sư đệ thực lực không tệ chứ? Duẫn Mính nhìn lướt qua mình tay trái, lúc này đang có chút hơi run rẩy, nàng đem tay trái cõng lên sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, bình thường thôi đi, như vậy cũng có thể đoạt được đấu võ đại hội thứ nhất. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng chớ quá kiêu ngạo, nếu không phải ca ca ta ra tay giúp ngươi, ngươi mới không thể nào đoạt được thi đấu thứ nhất đâu. Vừa nói, lại giống như là có chút tức giận tựa như được đi xuống gác lửng, vậy Thái Thượng trưởng lão Duẫn Triệt liền khuyên can, nàng nhưng liền cũng không quay đầu lại một chút. Diệp Thần khẽ cau mày, cô gái này cũng quá cậy mạnh, bất quá, nàng nói có người giúp ta. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Tôn Dương trước biến mất cổ huyết gia hộ, và hắn có quan hệ? Duẫn Triệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không cùng hắn nói chuyện, một bên Bạch Trấn Đường ly trà một thả. Liền mở miệng nói. Thúi nha đầu, ta đồ đệ này quả thật không ra hồn, thực lực bình thường thôi mà thôi, bất quá là để cho ngươi cái này tạo hóa cảnh đánh lén dưới, mới để cho hắn lui về phía sau nửa bước thực lực, người dĩ nhiên coi thường, coi như coi thường, vậy chớ đi được gấp như vậy à? Có phải hay không tay đau? Tay đau nói, Bạch gia gia bên này thì có thuốc, ngươi chạy ra bên ngoài làm gì? Bạch Trấn Đường thanh âm hóa thành cuồn cuộn sóng âm hướng gác lửng truyền ra ngoài đi, sợ rằng đều phải truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyệt Tông, một chút đè thấp âm lượng ý nghĩa cũng không có. Diệp Thần sững sốt một chút, không nghĩ tới Bạch Trấn Đường thân là Thái Thượng trưởng lão, lại sẽ giống như một đứa nhỏ như nhau và một cái vãn bối đấu dậy miệng tới, bất quá vẫn là trong lòng ấm áp, xem ra Bạch Trấn Đường đúng là vô cùng là bao che. Mình thành tựu hắn học trò bị khi dễ. Hắn tự nhiên muốn tìm về mặt mũi. Duẫn Triệt cười khổ nói, lão Bạch à, ngươi sẽ bỏ qua cái này nha đầu đi, ngươi như vậy sẽ đem nàng tức chết. Sau đó lại quay đầu đối với Diệp Thần nói, để cho ngươi chê cười, lần này đấu võ đại hội, thật ra thì chúng ta Huyền Nguyệt Tông là làm chút chuẩn bị, mới để cho cổ huyết gia hộ mất đi hiệu lực, biện pháp này cũng là chúng ta gần đây mới có thể làm được. Cho nên trước cũng chưa từng dùng qua. Trà nhi vậy nha đầu trước ở lớn so bên trong, bởi vì cổ huyết gia hộ tồn tại, chỉ đành phải hạng nhì,
vì thế một mực cảnh tại trong lòng, cho nên mới sẽ đối với ngươi thái độ này. Bạch Chấn Đường hừ lạnh nói, lão Duẫn, ngươi lại như thế chịu cái này nha đầu đi xuống, sớm muộn cho ngươi gây ra đại họa tới. Duẫn Triệt nghe vậy cũng là hơi nhíu mày, đối với lần này vậy khá là lo lắng. Một bên Long Diệp Thiên sảng lãng cười một tiếng, nói, ha ha ha, lão Duẫn, là thời điểm cho Trà Nhi tìm một người đàn ông dạy dỗ nàng. Duẫn Triệt nghe vậy nụ cười ngay tức thì biến mất, nghiêm túc nói, không được. Trà Nhi còn nhỏ. Mấy người nhìn Duẫn Triệt dáng vẻ đều là khá là không nói, cái này Duẫn Triệt, chân thực quá cưng chiều cháu gái. Long Diệp Thiên đối với Long Huyền nói, tốt lắm, Huyền Nhi ngươi vậy đi về trước đi, mau sớm tăng lên tu vi, chuẩn bị sẵn sàng tham gia một tháng sau đi Linh Tiên Sơn Linh Huyết thực tập. Long Huyền nói phải sau đó, liền thối lui ra khỏi gác lưng. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc động một cái. Linh Tiên Sơn, chẳng lẽ và Linh Tiên Đế Cung có liên hệ gì? Nếu quả thật là Linh Tiên Đế Cung vùng lân cận, có phải hay không ý nghĩa hắn có thể gặp được Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết? Thậm chí vạn nhất loại này thực tập, Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết vậy tham gia sao? Vậy thì không tốt hơn nữa. Diệp Thần chế trụ nội tâm kích động, hỏi Long Diệp Thiên nói, Long trưởng lão, cái này Linh Tiên Sơn nhưng mà ở Linh Tiên Đế Cung vùng lân cận. Long Diệp Thiên kinh ngạc nhìn một mắt Diệp Thần, nói, đúng. Diệp Thần, người có thể có chỗ không biết, đây là Linh Tiên Đế Cung và khác thế lực liên hiệp cử hành thực tập, ta đồ đệ này năm nay không có lấy được bí truyền đệ tử tư cách, ta liên lạc một người bạn già, tiến cử hắn tham gia cái này Linh Huyết thực tập. Dẫu sao, trong cơ thể hắn cũng coi là có một tia long tộc huyết mạch, có tham gia tư cách, thành công thông qua thực tập. Sẽ từ một tên có máu rồng cường giả đề cử hắn tham gia thăng long thi đấu, hơn nữa, còn có khả năng có được một tia đặc thù máu tươi. Diệp Thần thần sắc động một cái nói, đặc thù máu tươi. Ta là hay không cũng có thể tham gia cái này thực tập đâu. Hắn rất rõ ràng, đây là mình trước mắt mà nói, thấy Hạ Nhược Tuyết và Kỷ Tư Thanh lớn nhất cơ hội. Một bên Bạch Chấn Đường nói, người vậy muốn tham gia. Đúng rồi. Thằng nhóc người vậy có một tia thượng cổ yêu thú linh huyết, vậy coi là có tham gia tư cách. Thật ra thì, lần này kêu người tới, vốn chính là vì trợ giúp người tăng lên thực lực, mì ngon đối với bốn cái hơn tháng sau thăng long thi đấu, bí truyền đệ tử là một cái tông môn nghiêng hắn tất cả đào tạo đệ tử. Người muốn đi, dĩ nhiên là sẽ cho người đi, cái này linh huyết thực tập tham gia điều kiện, là có một tia đặc thù máu tươi hoặc là mạnh mẽ huyết mạch, hơn nữa, tuổi tác 25 tuổi trở xuống. Tu vi đạt tới hợp đạo cảnh, thời gian là ở một tháng sau đó, nói cách khác, người có một tháng thời gian, để đề thăng tu vi, bước vào hợp đạo cảnh. Diệp Thần nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Lấy hắn căn cơ, tăng lên tu vi phương pháp có rất nhiều, tự nhiên không cần phải lo lắng. Duẫn Triệt hỏi, ngươi là cần vậy máu tươi sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, máu tươi cố nhiên trọng yếu, nhưng là ta còn có lớn hơn nguyên do. Duẫn Triệt gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nói, được, đã như vậy, vậy Diệp Thần ngươi đi chuẩn bị ngay một tháng sau linh huyết thực tập đi, dẫu sao đặc thù máu tươi vật này. Trên căn bản đều bị những máu kia mạch cường giả nắm trong tay trước, cho dù chúng ta cũng không tốt lấy được, bất quá, chúng ta vậy sẽ thử nghiệm đi giúp ngươi thu thập. Diệp Thần nghe vậy vui vẻ nói, bất kỳ thượng cổ máu yêu thú tươi đều có thể. Ba vị trưởng lão đều là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bất quá không có hỏi tới cái gì, Duẫn Triệt đem một tấm màu vàng tấm thẻ ném đối với Diệp Thần nói, tốt lắm, giao cho chúng ta đi, người bắt chặt thời gian tăng lên tu vi chính là, có cần gì, ở bên trong tông ngươi có thể tự do nhận. Diệp Thần nhận lấy tấm thẻ, hỏi, mấy vị trưởng lão, nhưng có phẩm cấp cao thân pháp võ. Hắn dưới mắt mặc dù là bất hủ thần thể, nhưng là không có cực mạnh thân pháp võ chống đỡ. Luân hồi mộ địa mạnh nhất là ngự thú linh thần. Mà ngự thú linh thần đối với thân pháp một đạo không tính là mạnh mẽ. Tại chưa có dẫn động hạ một tòa trước mộ bia, Diệp Thần tốt nhất có thể nắm trong tay một môn chí cường thân pháp. Mà Huyền Nguyệt Tông thành tựu linh võ đại lục cường tông, tự nhiên có bảo bối. Bạch Chấn Đường trầm ngâm chốc lát, lấy ra một khối ngọc giản ném cho Diệp Thần nói, cái này cho ngươi, đây là thích hợp nhất bây giờ ngươi dùng vũ khí. Cao cấp hơn võ ngươi tạm thời còn khó khống chế, chờ ngươi tu vi đến tạo hóa cảnh giới rồi hãy nói.
Xuân Triệt và Long Diệp Thiên đều có chút động dung nói, lão Bạch ngươi cấp cho Diệp Thần cái đó võ. Chúng ta biết Diệp Thần thiên phú và năng lực cũng cực kỳ yêu nghiệt, nhưng là, vật kia sẽ hay không quá cao. Ngược lại không phải là bọn họ hẹp hòi, chỉ là lo lắng Diệp Thần không cách nào khống chế, ngược lại không thích hợp hắn sử dụng. Bạch Chấn Đường trong mắt kỳ quang chớp mắt nói, mắt ta lực sẽ sai lầm sao? Trở về đi thôi tiểu tử, tham hơn không nhai nát, ngươi trước thật tốt tăng lên thân pháp của mình đi. Còn nữa, Tử Ngưng ngày hôm nay nói với ta một ít chuyện, nếu như ngươi thật muốn ta đáp ứng cho ngươi vật kia, ngươi ít nhất phải bước vào hợp đạo cảnh, ta mới sẽ cân nhắc. Không có một người thực lực tuyệt đối người thủ không bảo vệ được vật kia. Diệp Thần hơi ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới sư tỷ lại có thể hướng sư phụ sách ra luân hồi huyền bia sự việc. Bất quá nhìn đối phương phản ứng, sư phụ cũng không có quá nhiều bài xích. Hắn gật đầu nói, tạ ơn sư tôn, cảm ơn hai vị trưởng lão, Diệp Thần cáo lui. Vừa nói, liền đem công pháp thu hồi, rời đi gác lửng. Đi ra gác lửng sau này, Diệp Thần cũng không có trực tiếp trở lại động phủ, mà là đi tới bên trong tông vạn thú các. Hắn muốn đổi một ít có dị hỏa thần thông yêu thú thi thể, dùng để chiếm đoạt. Lấy hắn hôm nay căn cơ, mượn những thứ này ngoại lực tăng lên tới hợp đạo cảnh không phải là không có khả năng, những thứ yêu thú này thi thể và dị hỏa đẳng cấp vậy không cần quá cao cấp, nếu không bất luận là hắn vẫn là mồi lửa, cũng chiếm đoạt không được, cho nên, hắn cũng không có hướng thái thượng trưởng lão yêu cầu. Diệp Thần đối với ngự thú linh thần hỏi, ngự thú linh thần, bây giờ ta hẳn hấp thu những dị hỏa tới cường hóa ta mồi lửa đâu? Ngự thú linh thần nói, thằng nhóc, ngươi vẫn là đàng hoàng đi đổi dị hỏa đi, ta công pháp thông qua chiếm đoạt yêu thú để đề thăng tu vi, vốn là đạt được thần thông tỷ lệ cũng không cao. Diệp Thần cười nói, tuy là như vậy, có thể ta nhưng không khỏi có lòng tin, trước hai lần, cũng không thành công không. Hơn nữa, nếu như lại là nâng cao tu vi, lại là luyện hóa dị hỏa, ở linh huyết thực tập trước kia, cũng không pháp để cho bây giờ màu xanh ra trời mồi lửa tiến hóa thành đủ để tu luyện phần huyết quyết mồi lửa. Ngự thú linh thần trầm mặc chốc lát nói, được rồi, thằng nhóc ngươi thể chất quả thật đặc biệt, dẫu sao ngươi không phải người, nói không chừng thật có thể, ngươi lửa kia trùng tiến hóa, cũng có quy luật, cần phải chiếm đoạt thích hợp ngọn lửa mới được, cũng không phải là cấp bậc càng cao ngọn lửa càng tốt. Mà muốn xem và ngươi mồi lửa bổn nguyên kiêm dung tính, nếu không, mồi lửa đẳng cấp có thể không thăng phản xuống, ngươi đi đổi hợp đạo cảnh tầng 5 thiên thương viêm thú, hợp đạo cảnh tầng 6 thiên máu dương hổ, hợp đạo cảnh đỉnh cấp hắc cốt viêm châu thi hài tất cả một phần. Sau đó sẽ đi đổi xích tháng hỏa nhất phần, hàn lan hỏa nhất phần, cửu linh viêm một phần, như vậy, bồi dưỡng đi ra ngoài mồi lửa, hẳn cũng đủ để thi triển phần huyết quyết. Diệp Thần gật đầu một cái, đi tới vạn thú các bên trong, lúc này Diệp Thần đã là bí truyền đệ tử, cho nên hắn thay liền vậy thân đệ tử chân truyền áo bào tím. Thằng nhóc, vạn thú các bên trong thật giống như có cổ đặc thù hơi thở, đi nhanh xem. Ngự thú linh thần đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thần tự nhiên đáp ứng, dẫu sao ngự thú linh thần đối với yêu thú quá mức rõ ràng. Có thể bị hắn nói thành đặc thù, tuyệt đối không bình thường. Huyền Nguyệt Tông vạn thú các bên trong, chứ có thể đổi các loại yêu thú thi thể đạt tới vật liệu, cũng có thể đổi các loại linh sủng. Diệp Thần ánh mắt từng con hình thù kỳ lạ quái trạng yêu thú trên mình quét qua, lại không có phát hiện để cho hắn cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, ngự thú linh thần ở Diệp Thần trong đầu khẽ di một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi đến gần trước mặt dựa vào bên trái cái thứ tư cấm chế cũi, để cho ta xem. Diệp Thần nghe vậy, đến gần ngự thú linh thần nói cái đó cũi bên trong, nhốt trước một đầu kỳ dị động vật. Thân hình chỉ có nhân loại ngón út lớn như vậy, cả người là long lanh trong suốt xanh tươi, trên đầu mọc một đôi góc nhỏ, xem hình dáng, lại có chút giống nhỏ vô số lần giao long, đang trong lồng bay múa. Diệp Thần nhìn một cái cũi bên ngoài giới thiệu nhãn hiệu, trên đó viết, ngưng thúy giao ấu thể, trước mắt tu vi thần vương cảnh giai đoạn trước, còn cần 300 năm trưởng thành, sau khi trưởng thành, có thể có hợp đạo cảnh thực lực, có huyết mạch tiến hóa có thể, có sấm sét thần thông. Cùng với chữa năng lực. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia kỳ quái vẻ, cái này ngưng thúy giao, thật giống như vậy không có gì đặc biệt à. Trưởng thành cũng chỉ là hợp đạo thực lực mà thôi, coi như là giao loại bên trong điếm để, hơn nữa, coi như mình có thể cho hắn đút đồ ăn các loại thiên tài địa bảo,
để cho nó tăng tốc độ trưởng thành, nhanh nhất, cũng cần trong thời gian 2-3 năm, mới có thể trưởng thành chứ. Đến lúc đó, loại chiến lược này, đối với mình mà nói sớm liền không coi vào đâu, ngự thú linh thần tại sao đối với cái này tiểu giao long cảm thấy hứng thú. Ngự thú linh thần cười một tiếng nói, phân linh thú, lại thật sự là phân linh thú, đây có thể là đồ tốt à, thằng nhóc, người vận khí thật là quá nghịch thiên, ở Huyền Nguyệt Tông lại tìm được một đầu phân linh thú, nó cũng không phải là cái gì chó má ngưng thúy giao, đem nó mang đi đi, tương lai đối với người hữu dụng. Không chỉ đối với người hữu dụng, đối với bên trong cơ thể người huyết long cũng có chỗ tốt cực lớn. Huyết long cuối cùng hư ảnh, không có thật thể. Nếu là có cái này phân linh thú, huyết long thực lực chí ít có thể tăng lên gấp mấy chục lần. Mau! Diệp Thần nghe vậy vui mừng, xem ra lại tìm đến thứ tốt, ngay tại hắn muốn đưa tay gỡ xuống cái này cái nhãn hiệu, mang đi đổi chỗ đem đầu này phân linh thú đổi lúc đi. Bên người cách đó không xa, đột nhiên vang lên một cái mềm mại giọng nữ nói, oa, Lý Sư Huynh ngươi xem đầu kia tiểu giao long, có phải hay không rất đáng yêu? Ta muốn cái đó! Tiếp theo một giọng nam kêu, ha ha, tốt, sư huynh mua cho ngươi, này, sư đệ, cầm tay ngươi lấy ra. Diệp Thần hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lướt qua, chỉ gặp một người màu da khiết trắng, dường như thanh thuần thon nhỏ thiếu nữ đang kéo một người anh tuấn cánh tay của nam tử, một cái tay khác đang chỉ trước mặt mình cái này ngưng thúy giao cấm chế cũi. Hai người đều là cả người áo bào đen, xem ra là Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn. Tên kia cười duyên cô gái là hợp đạo tầng 5 thiên tu vi, mà vậy anh Tuấn nam tử, thực lực cũng không yếu. Diệp Thần mặc dù ánh mắt hướng bọn họ quét tới, động tác nhưng chút nào không ngừng, trực tiếp đem vậy cái nhãn hiệu gỡ xuống, sau đó thu hồi ánh mắt quang, xoay người rời đi. Tên kia kiều tiểu nữ thấy vậy, mặt đầy ủy khuất thần sắc, mắt to nhìn về phía một bên anh Tuấn chàng trai nói. Thật là đáng tiếc à, Lý Sư Huynh. Bị người sư huynh kia trước cầm đi, thật ra thì một năm trước ta sẽ thích đầu này nhỏ giao long, cái này ngưng thúy giao, và ta tên chữ, biết bao xứng đôi à. Ta một mực đang suy nghĩ, nếu như có một ngày, ta mến yêu nam tử có thể đem nó thành tựu lễ vật đưa cho ta, nên có hơn lãng mạn à. À, nhưng là, nếu người sư huynh kia trước cầm đi, vậy không có cách nào. Hơn nữa, xem người sư huynh kia. Đối với lý lời của sư huynh liền cảnh cũng không muốn lý dáng vẻ, xem ra không phải rất dễ nói chuyện người, ta có chút sợ hắn, chúng ta hay là đi thôi. Vậy anh Tuấn nam tử nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy lửa giận. Hắn Lý Nghị Tu Vi, ở đệ tử nội môn bên trong, coi như là tương đương nổi danh người, ai không bán hắn mấy phần mặt mũi. Mà Diệp Thần liền nội môn đệ tử bào phục cũng không mặc. Nhìn như giống như là mới vừa thăng vào nội môn, còn chưa kịp phân phối bảo dùng đệ tử, hơn nữa bất quá là hỗn nguyên cảnh tu vi, cũng dám coi thường mình. Nghe được Lâm Thúy Mính mà nói, anh Tuấn nam tử lại là tức giận, hắn lạnh giọng nói, Thúy Mính, chớ kêu hắn sư huynh. Hắn một cái bảo phục cũng không có lãnh địa đệ tử, lại dám cửa đối diện ở giữa sư huynh như vậy vô lễ. Ngươi yên tâm, đầu kia ngưng thúy giao, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Thuận tiện. Thật tốt dậy một chút thằng nhóc này quy củ. Lâm Thúy Mính trong mắt lóe lên một tia nụ cười giảo hoạt, bất quá, rất nhanh lại mặt lộ vẻ lo lắng kéo Lý Nghị tay nói, ừ, ta biết, bất quá, ngưng thúy giao chuyện, vẫn là được rồi, vạn cùng nhau mâu thuẫn, làm bị thương sư huynh làm thế nào. Bất luận ta thích bao nhiêu ngưng thúy giao, nếu như sẽ vì vậy để cho sư huynh bị thương, ta cũng không muốn. Lý Nghị nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Cảm thấy tự ái bị vũ nhục cực lớn, cười lạnh nói, ta sẽ bị thương. Ha ha ha, chỉ bằng hắn có thể gây tổn thương cho đến ta. Thúy Mính ngươi vẫn lo lắng thằng nhóc kia có thể hay không bị ta đánh chết đi. Lý Nghị hướng về phía rời đi Diệp Thần chợt quát lên, ta con mẹ nó kêu ngươi cho lão tử cầm đồ trên tay giao ra, ngươi còn cầm liền đi. Ngươi mẹ hắn điếc, hắn hồn thân hợp đạo cảnh khí thế bùng nổ, nghiêng ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần dừng chân một cái, Lý Nghị khóe miệng dương lên, trong lòng cười lạnh nói, thằng nhóc, bị ta hơi thở đè được không cách nào nhúc nhích chứ. Hợp đạo cảnh và hỗn nguyên cảnh, là trời và đất khác biệt. Một khắc sau, Diệp Thần làm biếng xoay người, quét Lý Nghị một mắt, lãnh đạm nói, ngươi, là đang nói chuyện với ta. Lý Nghị gặp Diệp Thần dễ dàng như thế xoay người, cũng là hơi kinh hãi,
bất quá, nhưng cũng không để ở trong lòng, không chịu mình hơi thở ảnh hưởng thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của mình không được. Hắn Lý Nghị Thân là Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn, thực lực cũng không phải là giống vậy hỗn nguyên cảnh võ giả có thể so. Huống chi, cho dù là Huyền Nguyệt Tông đệ tử nội môn, muốn vượt biên giới động thủ, vậy cơ hồ là khó mà làm được. Lý Nghị khinh thường nhìn Diệp Thần nói, nguyên lai, ngươi không có điếc à? Vậy ta kêu ngươi buông xuống vậy cái nhãn hiệu, ngươi không nghe được. Còn xoay người rời đi, sư huynh đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi thái độ gì? Lúc này, đã có không thiếu Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nhìn về phía bên này, Lâm Thúy Minh cúi đầu kéo Lý Nghị tay áo nói, Lý sư huynh, được rồi. Nhưng là, nàng len lén quét về phía Diệp Thần ánh mắt, nhưng mơ hồ có vẻ đắc ý. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi, là đang nói chuyện với ta. Hắn không muốn mới vừa trở thành bí truyền đệ tử, liền nghiền ép một người thông thường đệ tử nội môn. Dẫu sao, một người bí truyền đệ tử ở Huyền Nguyệt Tông địa vị, cơ hồ có thể so với nửa bước tinh khiếu trưởng lão, bởi vì, Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử, tương lai cơ hồ là nhất định phải bước vào tinh khiếu cảnh, hơn nữa, bọn họ trưởng thành cực nhanh. Dĩ nhiên, đây là đang đối phương, không chủ động tìm chết dưới tình huống. Lý Nghị lúc này trán đã bạo khởi gân xanh, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thằng nhóc này là chuyện gì xảy ra? Đến bây giờ, còn không chịu nhượng bộ, đối với mình vẫn còn thái độ như thế. Chung quanh đã có không ít người nhận ra hắn, Lý Nghị yên lặng chốc lát, cảm thấy thời cơ đã xong hết rồi, hắn muốn một lần hành động trọng thương Diệp Thần, là mình lập uy. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, trong tay dâng trào linh lực ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần vậy đôi lạnh nhạt cặp mắt, từng chữ nói ta không phải đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ là đang cùng chó nói chuyện. Nói xong, một trường hướng Diệp Thần hung hăng vỗ tới. Một đạo ngút trời trường ấn, giống như núi to ái mộ vậy, hướng Diệp Thần đè xuống. Lâm Thúy Minh kinh hoàng che miệng nói, không muốn. Nhưng mà, nàng trong mắt. Nhưng tất cả đều là thoải mái đắc ý. Diệp Thần dám cầm nàng Lâm Thúy Minh đổ mong muốn. Ha ha, vậy thì mời ngài trước đoạn cái chân đi. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần rốt cuộc động, nhưng là, Diệp Thần động tác, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ, cũng giật mình, liền liền Lâm Thúy Minh và Lý Nghị, tạm thời cũng ánh mắt đăm đăm. Diệp Thần lại không tránh, vậy hoàn toàn không có sử dụng hộ thân pháp bảo ngăn cản, thậm chí, liền linh lực cũng không có điều động, cứ như vậy, chậm rãi từng bước một hướng Lý Nghị trước người đi tới, tựa như, vậy hàm chứa năng lượng kinh khủng trường ấn, là giấy dán vậy. Lý Nghị giật mình tỉnh lại nói, ngu xuẩn, mau phòng ngự à. Ngươi không muốn sống nữa sao? Muốn là thật cầm Diệp Thần đánh chết, cho dù Diệp Thần chỉ là không bối cảnh chút nào đệ tử mới vô, vậy hắn rất có thể cũng sẽ bị trục xuất sư môn, thậm chí phế bỏ tu vi à. Mà Lâm Thúy Minh thì là một bộ cố nén không muốn bật cười diễn cảm, và Lý Nghị chung một chỗ vậy mau 3 tháng, nàng đã cảm thấy ngán, muốn vứt bỏ đối phương, nhưng mà lại sợ Lý Nghị dây dưa trả thù, nếu như Lý Nghị thật cầm Diệp Thần đánh chết bị trục xuất Huyền Nguyệt Tông, vậy vui vẻ nhất, chính là nàng Lâm Thúy Minh, cho dù, Lý Nghị làm như vậy, là vì giúp nàng đạt được vậy ngưng thúy giao. Ở Lâm Thúy Minh trong mắt, Lý Nghị đối với nàng tốt như vậy, đều là phải. Nếu là vì vậy bị trục xuất sư môn, cũng là chính hắn ngu xuẩn mà thôi. Không thiếu đệ tử đã quay đầu lại, không muốn nhìn thấy Diệp Thần biến thành thịt nát một màn. Ầm một tiếng, vạn thú các tựa hồ cũng hơi lay động một cái, một trường kia vững chắc đánh vào Diệp Thần trên mình. Lý Nghị nhắm hai mắt lại, mặt đầy đều là mồ hôi lạnh, trong lòng thật nhanh tính toán tiếp theo nên làm gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngày hôm nay. Ngươi biết nhớ một cái từ, kêu họa là từ ở miệng mà ra, trong tương lai, ngươi liền làm người phế nhân đi. Chung quanh đệ tử vây xem, cũng phát ra một tiếng thán phục, Diệp Thần lại, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở Lý Nghị trước người. Vậy vô cùng là kinh khủng một trường, thậm chí liền Diệp Thần vạt áo cũng không có tung lên. Lý Nghị đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước người Diệp Thần, mặt đầy đều là vẻ khó tin. Tạm thời phảng phất có chút không cách nào hiểu chuyện gì xảy ra. Mà Lâm Thúy Minh lại là ngay lập tức bây giờ, liền buông ra Lý Nghị tay, thân hình chớp mắt bạo thối lui ra 10 mấy mét xa, kịch liệt thở hào hển, mắt to nhìn Diệp Thần,
mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ. Diệp Thần nhìn lướt qua Lâm Thúy Mính, nữ nhân này trực giác, ngược lại không tệ. Hắn nhìn lướt qua còn đang khiếp sợ Lý Nghị, so sánh mà nói, Lý Nghị tu vi tuy mạnh, thiên phú chiến đấu chân thực quá kém. Hắn nhàn nhạt nói, dùng ngươi mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự đi, ngươi muốn chạy trốn, cũng có thể. Lý Nghị nghe vậy, lúc này lại theo bản năng dựa theo Diệp Thần mệnh lệnh, sử dụng một quả hộ thân MU rùa, cả người hùng hậu linh lực, không giữ lại chút nào khuynh tả tại MU rùa bên trong. Nhất thời, vậy MU rùa tản mát ra một cổ minh mông hơi thở, ngay tức thì phóng đại, đem Lý Nghị cả người, cũng bảo vệ ở MU rùa dưới, đồng thời, cả người nhanh chóng lui về phía sau, vậy cái MU rùa, như bóng với hình bảo vệ hắn. Chung quanh vây xem các đệ tử, lúc này mỗi một người đều ngưng mắt nhìn Diệp Thần, bọn họ bây giờ đã có thể khẳng định, cái này chỉ có hỗn nguyên cảnh người, là một cái thực lực cực kỳ cường hãn biến thái, thậm chí, vượt qua hợp đạo cảnh Lý Nghị. Bọn họ rất muốn xem, Diệp Thần đối mặt Lý Nghị phòng ngự mạnh nhất, sẽ dùng làm sao động trời thủ đoạn. Nhưng mà, bọn họ thấy, nhưng là Diệp Thần chậm rãi đưa ra một ngón tay, hướng Lý Nghị trước người MU rùa điểm tới. Tất cả mọi người, đều thừa ra, mê mang, chẳng lẽ Diệp Thần mới vừa rồi, đều là chứa. Căn bản không có phá vỡ Lý Nghị phòng ngự thủ đoạn. Bây giờ cứ như vậy tùy tiện chỉ một cái chuyện qua loa lấy lệ. Hơn nữa, Lý Nghị tốc độ nhanh như vậy, Diệp Thần cái này chậm rãi chỉ một cái, liền đụng cũng không đụng tới vậy cái MU rùa. Một khắc sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần bóng người đã xuất hiện ở Lý Nghị trước người, vậy bình thường không có gì lạ chỉ một cái, cứ như vậy chậm rãi rơi vào vậy cái hơi thở kinh khủng MU rùa trên. Vậy chỉ một cái, im hơi lặng tiếng rơi vào MU rùa trên, MU rùa phòng ngự màn hào quang, như không vật gì vậy bị Diệp Thần ngón tay xuyên thủng mà qua, chỉ một cái, nhẹ nhàng điểm ở Lý Nghị MU rùa trên. Sắc sắc một tiếng vang nhỏ, vậy phẩm cấp cực cao MU rùa, lại trong nháy mắt, xuất hiện một tia vết rách. Mà bay ngược Lý Nghị thân hình, lại là nháy mắt hơi ngừng. Mọi người cầm, đều phải hết đến trên mặt đất. Kết quả này là như thế nào thần ma giống vậy ngón tay à? Lại dễ dàng như vậy xuyên thủng MU rùa phòng ngự. Thậm chí, để lại một đạo liệt ngân. Lý Nghị đứng lặng tại chỗ, tựa như đọng lại vậy một hơi một tí, một khắc sau, một bồng xương máu từ Lý Nghị sau lưng tuôn ra, xương máu bên trong, còn sảm tạp màu trắng bột. Diệp Thần chỉ một cái, ngay tức thì vỡ vụn Lý Nghị trừ đầu lâu bên ngoài toàn bộ xương cốt, cùng với kinh mạch toàn thân và đan điền. Càng làm cho người vô cùng khiếp sợ chính là, Diệp Thần cái này chỉ một cái lực lượng, mặc dù đem Lý Nghị kinh mạch, xương cốt, đan điền, toàn bộ nghiền, nhưng khống chế được hay đến hảo điên, lại không chút nào tổn thương đạt tới máu hắn thịt nội tạng. Lý Nghị cả người, giống như là hòa tan vậy, sụi lơ trên đất, miễn cưỡng chuyển động đầu lâu, vô cùng là sợ hãi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần quét hắn một mắt, lạnh lùng nói, bây giờ, người học biết cái đó từ liền sao? Làm người, không nên quá không chút kiêng kỵ, đặc biệt, là ở ta trước mặt. Lý Nghị thật là đã si ngu, nhưng mà Diệp Thần mà nói, nhưng không ngừng ở hắn trong đầu vọng về. Hắn ngây ngẩn nói, ta học biết, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Diệp Thần gật gật đầu nói, nếu là có cơ hội đứng lên lại, tu hành trước học một ít thế nào làm người đi. Nói xong, thì phải xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, sau lưng nhưng vang lên một cái mềm mại giọng nữ, một người thanh thuần thon nhỏ thiếu nữ, xem một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ vậy, chiến run rẩy đi tới Diệp Thần bên người. Lý Nghị phục hồi tinh thần lại, hướng về phía cô gái kia liều mạng gào lên, Thúy Mính. Mau rời đi, không cần để ý ta. Hắn vô cùng là hoảng sợ nhìn một cái Diệp Thần, con người đều run rẩy. Nhưng vẫn là cố tự chấn định nói ta. Ta không có chuyện gì, hắn không phải ngươi có thể chống lại đối thủ, ngươi đi mau. Lâm Thúy Mính, nhưng vô cùng là chán ghét quét Lý Nghị một mắt, thấy được Lâm Thúy Mính ánh mắt, Lý Nghị, ngay tức thì thử ra. Thúy Mính tại sao như vậy xem ta, là ta nhìn lầm rồi sao? Diệp Thần nhìn lướt qua mặt đầy mờ mịt Lý Nghị, lại nhiều hứng thú quan sát Lâm Thúy Mính nói, làm sao? Ngươi muốn là hắn trả thù. Mọi người ở đây cũng lấy là, Lâm Thúy Mính vì Lý Nghị, và Diệp Thần lúc chiến đấu, Lâm Thúy Mính lại đột nhiên ôm lấy Diệp Thần,
nức nở nói. Hu hu, cảm ơn vị sư huynh này, thật cảm tạ sư huynh cứu ta. Cái này cẩu tặc, một mực dựa vào mình tu vi, cưỡng ép ta và hắn chung một chỗ. Vì đối phó hắn, ta mới mỗi ngày cường nhan cười vui, nhưng mà đêm đêm trở về phòng, ta cũng lấy nước mắt rửa mặt, ta hận thấu hắn. Lâm Thúy Mính đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Diệp Thần trước ngực, gặp Diệp Thần không có động tác gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, nói tiếp. Ở hắn đối với sư huynh bất kính, khiêu khích sư huynh trước, ta đã khuyên can qua hắn, ta cũng không muốn cái gì Ngưng Thúy Giao, vậy không thích hỉ mạnh hiếp yếu, cậy mạnh vô lý người, nhưng mà, hắn nhưng khăng khăng làm theo ý mình, nhất định phải dạy bảo ngươi, còn muốn đánh chết ngươi. Hắn bây giờ rơi được như vậy kết quả, hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh. Lý Nghị hôm nay đã sắc mặt cho tàn, lòng nguội lạnh tới cực điểm, hắn là thật tâm thích Lâm Thúy Mính, bây giờ Lâm Thúy Mính nói, thậm chí so Diệp Thần phế hắn còn muốn cho hắn không cách nào tiếp nhận, môi hắn run rẩy nói. Thúy Mính, ngươi thế nào? Có phải hay không bị đả kích? Ta trong túi đựng đồ có vững chắc thần hồn đan dược, ngươi mau ăn vào, mau khôi phục bình thường, được không? Lâm Thúy Mính cũng không quan tâm Lý Nghị, ngửa mặt nhìn về phía Diệp Thần, phá thế mỉm cười nói, bây giờ, ta rốt cuộc tự do, sư huynh, ta kêu Lâm Thúy Mính, ngươi tên gọi là gì? Thúy Mính tương lai, nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Diệp Thần một cái tay vòng ở Lâm Thúy Mính eo, cười nói, ta kêu Diệp Thần. Lâm Thúy Mính mặt đẹp ửng hồng, ngượng ngùng nói, Diệp sư huynh, không nên như vậy. Nhưng là... Nàng thân thể nhưng hơn nữa gần sát Diệp Thần, thật chặt dính vào Diệp Thần trên mình, eo tựa như vùng vẫy vẫy giãy giụa, ở Diệp Thần trên thân thể không ngừng ma sát. Lý Nghị nhìn Lâm Thúy Mính cử động, lưu lại hai hàng máu nước mắt, hắn không muốn tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy hết thảy, rung giọng nói, Thúy Mính. Thúy Mính, ngươi thế nào, là chúng thần hồn công kích sao? Ngươi tại sao có thể như vậy? Diệp Thần buông Lâm Thúy Mính. Nhàn nhạt nói, người sư huynh đang kêu người đâu, ta đi trước. Lâm Thúy Mính mặt liền biến sắc, Diệp Thần thực lực cường hãn như vậy, tại sao có thể là đệ tử mới nhập môn? Coi như hắn thật sự là đệ tử mới nhập môn, tương lai, vậy tuyệt đối sẽ một bước lên trời, há là Lý Nghị cái này cùng phế vật có thể so. Mình nhất định phải đem hết toàn lực ở lại Diệp Thần bên người. Vừa nghĩ tới Lý Nghị phế vật kia lúc này lại chính ở chỗ này miệng đầy nói nhảm. Xấu xa chuyện tốt của mình, Lâm Thúy Mính thật là hận không được nơi này nghỉ bây giờ liền tại chỗ nổ. Tay nàng canh dùng sức ôm lấy Diệp Thần, nghiêng đầu qua, mặt đầy chán ghét cùng lạnh như băng nhìn trên sàn nhà Lý Nghị, giọng the thé nói, người cái này cái rác dưới, có thể hay không không nếu lại giả mù sa mưa. Bây giờ còn đang chứa, có ý tứ sao? Ta chỉ là bị cưỡng bức và ngươi chung một chỗ, căn bản không cùng ngươi phát sinh cái gì. Không nên làm được chúng ta thật giống như quan hệ rất tốt dáng vẻ có được hay không? Phiền toái ngươi im miệng à? Ta thấy được ngươi liền muốn ói ngươi có biết hay không? Còn vững chắc thần hồn đan dược, ngươi bệnh tâm thần chứ? Mình ăn nhiều hai viên dài điểm đầu óc tốt sao? Coi là ta van xin ngài, thả qua ta đi. Lý Nghị lòng, hoàn toàn bể, hắn đến giờ phút này, mới nhận rõ mình đã từng yêu sâu đậm Lâm Thúy Mính, là một như thế nào người phụ nữ? Mình vì nàng, liều mạng tu hành, vì cho nàng đổi lấy tu luyện yêu cầu tài nguyên. Mình ăn nói khép nép lấy lòng những cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú đệ tử nội môn, để cho bọn họ cùng mình họp thành đội, đi hoàn thành những cái kia vô cùng là nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn mặc dù tu hành thiên phú không tệ, đang chiến đấu phương diện, nhưng hoàn toàn là một tay mơ, vì vậy, cơ hồ nhiều lần nhiệm vụ, cũng gặp mặt sắp nguy hiểm tánh mạng, nếu không phải dựa vào bạn đồng đội cứu giúp. Hắn đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần, vậy bởi vì nhiều lần đều bị những cái kia cường đại bạn đồng đội cứu. Đưa đến Lý Nghị ở trong đội địa vị, một mực cực thấp, cơ hồ thành những đội khác bạn bè cửa thủ hạ, hắn không phải là không có kiêu ngạo, nhưng là, vì Lâm Thúy Mính, hắn vẫn luôn nhịn, bởi vì hắn tin tưởng, Lâm Thúy Mính, đồng dạng cũng là thương hắn, vậy nhất định sẽ nguyện ý vì mình làm như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, mình sai rồi. Sai được đặc biệt ngoại hạng. Hắn ở Lâm Thúy Mính trong mắt, chính là một cái để ra khoản cơ, chính là một cái công cụ, Lâm Thúy Mính đối với mình, căn bản không có một tia một hào cảm tình. Lâm Thúy Mính nói xong, lần nữa tựa đầu đến gần Diệp Thần, thân thể mềm mại nhẹ nhàng ở Diệp Thần trên mình liếm, nhu mì nói.
Diệp sư huynh, không muốn nghe tin tiểu nhân này hồ ngôn loạn ngữ, ta và hắn, căn bản cái gì cũng chưa có phát sinh qua, càng không có bất kỳ cảm tình, hắn cũng bất quá là mơ ước ta thân thể biến thái mà thôi. Cũng may ta một mực kiên thủ ranh giới cuối cùng, mới không có để cho hắn được như ý, Diệp sư huynh, ngươi tin tưởng ta có được hay không? Ngươi bất kỳ hiểu lầm ta, ta cũng không có vấn đề, nhưng là ta duy chỉ có không muốn bị ngươi hiểu lầm. Diệp thần mỉm cười nói, được, bất quá, có một việc, ta muốn hỏi ngươi. Lâm Thúy Minh khôn khéo hơi gật đầu một cái nói, Diệp sư huynh ngươi nói, ta nhất định thành thật trả lời ngươi. Diệp thần vẫn duy trì vậy lạnh nhạt mỉm cười, nói, ai bảo ngươi đụng ta. Lâm Thúy Minh ngẩn ngơ, theo bản năng ngưng thân thể động tác nhỏ, không hiểu nhìn Diệp thần nói, Diệp sư huynh ngươi nói gì sao? Ai bảo ngươi đụng ta? Diệp thần vẫn đang cười. Hắn cười lên dáng vẻ rất tốt xem, nhưng mà hắn cười rơi vào Lâm Thúy Minh trong mắt, nhưng không khỏi khủng bố. Lâm Thúy Minh thân thể khẽ run, buông lỏng ôm Diệp thần tay, cẩn thận lui về phía sau mở, trên gương mặt tươi cười miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, thật xin lỗi, Diệp sư huynh, là ta thất thố, mạo phạm ngươi. Ha 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 ha, sụi lơ trên đất Lý Nghị đột nhiên điên cuồng cười lớn, giỏi một cái Lâm Thúy Minh. Giỏi một cái Lâm Thúy Minh à, ha 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 ha. Lâm Thúy Minh vừa quay đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lý Nghị, nàng vốn là đã làm xong dự định, tìm cơ hội đưa cái này phế nhân giống vậy Lý Nghị diệt trừ, nhưng mà nghe được Lý Nghị mở miệng lần nữa, nàng cơ hồ bây giờ liền muốn vào tới Lý Nghị trước mặt, hung hãn chân đạp hắn gương mặt đó, kêu hắn im miệng. Nàng tự mình nói muốn bình tĩnh, không có thể vì một tên phế vật, ở Diệp thần trước mặt thất thố. Lý Nghị tiếng cười hơi ngừng, khuôn mặt dữ tợn ngưng mắt nhìn Lâm Thúy Minh nói, gái điếm. Ta muốn ngươi chết. Đột nhiên, một hồi vô cùng là cáu kỉnh thần hồn chập chờn từ Lý Nghị trên mình tản ra, đệ tử vây xem bên trong có người thần sắc đại biến, kinh hô, không tốt. Hắn muốn thần hồn tự bảo. Mọi người vây xem, trong nháy mắt thối lui ra thật xa, Lâm Thúy Minh cũng là sắc mặt cuồng biến, nàng không nghĩ tới cái này phế vật Lý Nghị lại sẽ vào lúc này. Muốn cùng mình lấy mạng đổi mạng. Sẽ ở đó cáu kỉnh chập chờn mới vừa phát ra lúc đó, Lâm Thúy Minh liền lập tức muốn tránh né, nhưng mà, nàng nhưng hoảng sợ phát hiện, mình lại không nhúc nhích được. Nàng thân thể, lại một tia một chút nào vậy không nhúc nhích được. Nơi này nghị thần hồn lại như thế mạnh, ở Lý Nghị thần hồn phong tỏa hạ, nàng lại không có lực phản kháng chút nào. Lâm Thúy Minh trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi thét to, Diệp sư huynh, cứu ta. Mau cứu ta. Diệp thần chân mày khều một cái, có chút bất ngờ nhìn một cái Lý Nghị. Lý Nghị ở thần hồn phương diện, ngược lại còn có chút thiên phú. Mắt gặp Diệp thần thần sắc rừng rưng, thờ ơ, Lý Nghị khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn. Lâm Thúy Minh rốt cuộc hỏng mất, nàng trong con ngươi xinh đẹp nước mắt cuồng trào, nửa mình dưới chỗ, vậy tích tích đáp đáp vang lên tiếng nước chảy. Lại là bị sợ được không cầm được. Lâm Thúy Minh gặp Diệp thần tựa hồ bỏ mặc mình, vội vàng quay đầu đối với Lý Nghị nói, Lý sư huynh, người không nên vọng động. Ta mới vừa nói là lời tức giận, người bình tĩnh một chút, ta còn nhớ chúng ta. Ngay tại Lý Nghị sắc mặt điên cuồng, không khí cũng sao động tới cực điểm, thần hồn sắp nổ tung một khắc trước, Diệp thần đột nhiên nhìn Lý Nghị, trong mắt ánh sáng tím chớp mắt. Một khắc sau, Lý Nghị mặt mũi động lại, hắn thần hồn, lại trong nháy mắt. Tựa như bị phong ấn vậy, đã hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Lâm Thúy Minh thấy vậy, lập tức sụi lơ trên đất, nhìn về phía Diệp thần, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là vẻ kích động, Diệp thần hắn cứu mình. Diệp sư huynh, sau này mạng ta là ngươi. Lý Nghị hướng về phía Diệp thần gào thét nói, tại sao? Tại sao phải ngăn trở chỉ ta? Tại sao à? Để cho ta giết nàng, để cho ta giết tiện nhân này. Diệp thần không để ý tới hắn, mà là ngồi xổm người xuống, bốc lên Lâm Thúy Minh cằm nói, ngươi nói, mạng ngươi là ta. Lâm Thúy Minh rên một tiếng, ôn nhu nói, đúng vậy. Nàng biết, vậy xem Diệp thần như vậy vô cùng cường đại nam tử, đều thích khác phái đối với mình tuyệt đối thần phục, vì đem mình và Diệp thần buộc chung một chỗ, nàng không tiếc bất cứ giá nào, cho dù vứt bỏ tôn nghiêm. Vậy ngươi đi chết đi, Diệp thần đưa tay rút ra. Cầm ra tay quyên xoa xoa ngón tay, tiện tay nhét vào Lâm Thúy Minh trên đầu, đứng dậy, lưu lại khó có thể tin nhìn mình Lâm Thúy Minh,
đi về phía điên cuồng gào thét Lý Nghị. Nhìn Diệp Thần hướng mình đi tới, Lý Nghị vậy yên tĩnh lại. Diệp Thần mắt nhìn xuống Lý Nghị, nói với hắn, ngươi hỏi ta, tại sao phải ngăn trở chỉ ngươi? Lý Nghị khó khăn gật đầu một cái. Diệp Thần nói, không đáng giá. Vì như vậy đồ đê tiện mà chết, không đáng giá. Nói xong, xoay người rời đi. Chờ một chút. Diệp Thần bước chân dừng lại, quay đầu. Lần này, nhưng là Lý Nghị lên tiếng, Lý Nghị thành khẩn nhìn Diệp Thần, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thật xin lỗi, ta mạo phạm các hạ, là các hạ để cho ta ngày hôm nay nhận rõ người phụ nữ này bộ mặt thật, vậy dạy ta đạo lý làm người, hết thảy các thứ này đều là ta lỗi do tự mình gánh. Ta sẽ không oán hận các hạ, ngược lại rất cảm kích ngươi, nếu như tương lai, ta có cơ hội khôi phục tu vi, nhất định sẽ báo đáp các hạ ân tình. Nói xong, hắn quay đầu, chuẩn bị chật vật rời đi. Lâm Thúy Mính khinh bỉ nhìn Lý Nghị một mắt, cười lạnh nói, ha ha, trước kia không nhìn ra à. Người nguyên lai như thế sẽ chứa. Bất quá là muốn cùng theo Diệp sư huynh mà thôi, còn nói thật giống như thật như nhau. Dối trá, ngươi lấy là Diệp sư huynh tốt như vậy lừa gạt. Diệp sư huynh, ngươi ngàn vạn lần không nên tin hắn nói. Diệp Thần nhìn Lâm Thúy Mính, thật là hoàn toàn phục. Người phụ nữ này kết quả có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Mới vừa rồi mình mới mắng xong nàng đồ đê tiện, bây giờ nàng lại làm giống như không nghe thấy dính sát. Diệp Thần cũng lười để ý nàng, đi tới Lý Nghị trước người, đem Lý Nghị thân thể nhắc tới, nói với hắn, há miệng. Lý Nghị sững sốt một chút, nhưng vẫn là theo lời đem miệng dương ra, Diệp Thần trước người kim mang chớp mắt, lại trong nháy mắt, đem Lý Nghị đầu lưỡi khuấy được nghiền. Lý Nghị sắc mặt biến đổi, một cổ đau nhức tấn công tới, mới vừa rồi hắn bị thương tuy nặng, nhưng là bởi vì xương sống hoàn toàn nghiền, cũng không có cảm nhận được nhiều ít thống khổ, bây giờ đầu lưỡi bị khuấy bể, lại để cho hắn cơ hồ muốn đau được ngất đi. Nhưng là, hắn trong mắt, nhưng không có chút nào vẻ oán hận. Lâm Thúy Mính nhìn Lý Nghị thảm trạng, đầy mặt sảng khoái, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, đây mới là phế vật này có kết quả. Tốt nhất Diệp Thần bây giờ liền đem hắn miễn cưỡng hành hạ chết. Nàng đến bây giờ còn cảm thấy, nếu không phải bởi vì phế vật này, Diệp Thần có thể sẽ không như vậy đối đãi nàng. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Lý Nghị hai mắt nói, đây là, ngươi làm nhục ta giá phải trả. Tiếp theo, đem một viên thuốc đưa vào Lý Nghị trong miệng, cường đại dược lực ngay tức thì tràn ngập ở Lý Nghị thân thể bên trong. Lý Nghị sững sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Viên thuốc đó phẩm cấp không thấp, hắn trong miệng vết thương, lập tức ngừng đau, hơn nữa, lưỡi cây chỗ, chậm rãi sinh ra thịt mầm, lại mơ hồ có khôi phục dấu hiệu. Hắn không hiểu nhìn về phía Diệp Thần đây là làm gì? Tại sao phải giúp mình? Diệp Thần xách Lý Nghị thân thể, đi ra ngoài, vừa nói, ngươi, còn không coi là không có thuốc chữa, nhanh như vậy, đã học biết liền thế nào làm người, nếu, ngươi đã trả giá làm nhục ta giá phải trả. Như vậy, ngươi thân thể, ta sẽ giúp ngươi khôi phục. Lý Nghị nghe vậy, hốc mắt dần dần ướt át, hắn vốn là không có trách Diệp Thần, hắn biết mình một trưởng kia, vốn chính là ôm trọng thương Diệp Thần dự định. Diệp Thần lấy gậy ông đập lưng ông, hắn cũng là không có cậu oán hận nào, hơn nữa, Diệp Thần sau hành vi, rõ ràng là để cho hắn nhận rõ Lâm Thúy Mính làm người, cho nên, hắn trong lòng, đối với Diệp Thần ngược lại là cảm kích. Bây giờ, Diệp Thần nguyện ý giúp mình khôi phục, chính là đối với hắn ân tình. Hắn mặc dù cũng là một cái có kiêu ngạo người, nhưng lúc này, nhưng trong lòng âm thầm thề, mình cái mạng này, từ nay về sau, chính là Diệp Thần. Kiếp này, nguyện là hắn, hiệu quả khuyển mã chi lao. Lâm Thúy Mính khó có thể tin nhìn Diệp Thần cử động, hoàn toàn đờ đẫn, nàng không rõ ràng Diệp Thần tại sao sẽ giúp tên phế vật kia, nhưng là, nhìn Diệp Thần rời đi bóng người. Nàng nhưng không khỏi xác định, Diệp Thần, vĩnh viễn sẽ không vừa ý mình, cho dù mình lại đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, cũng giống như vậy. Nàng, giống như Diệp Thần vứt bỏ vậy tấm khăn tay vậy, ở Diệp Thần trong mắt, mới thật sự là rác rưởi. Đi tới trước quầy, Diệp Thần đem vậy tấm ngưng thúy giao nhãn hiệu đặt ở trên đài, đối với sau quầy đệ tử nói, phiền toái giúp ta đổi cái này. Tên đệ tử kia vốn là có chút khinh thường nhìn một cái Diệp Thần quần áo trang sức. Còn muốn nói gì, nhưng mà làm hắn thấy Diệp Thần tay xách Lý Nghị sau đó,
hù được run run một cái, lời vừa tới miệng toàn bộ nuốt xuống. Hắn lập tức đi đem vậy chỉ ngưng thúy giao lấy tới, giao cho Diệp Thần. Sau đó, Diệp Thần còn nói ra mấy cái yêu thú thi hài tên chữ, cũng lấy ra đệ tử chân truyền đổi thẻ, hắn ra tay trọng thương Lý Nghị Truyệt, rất nhanh liền sẽ ở bên trong tông môn truyền ra, hắn cũng không muốn quá rêu rao, nhanh như vậy liền bại lộ mình bí truyền đệ tử thân phận, dù sao đệ tử chân truyền đổi thẻ điểm tích lũy vậy còn đủ. Tên kia phụ trách quầy đệ tử thấy được Diệp Thần tấm thẻ lúc, sắc mặt biến đổi, thầm nói may mắn, khá tốt không đối với Diệp Thần nói gì, ai có thể nghĩ tới hỗn nguyên cảnh tu vi, lại sẽ là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chân truyền. Hắn cung cung kính kính nhận lấy vật liệu, giao cho Diệp Thần. Tiếp theo, Diệp Thần liền trực tiếp đem Lý Nghị mang về mình động phủ, mang Lý Nghị đi tới một cái độc lập trong phòng nhỏ, đem Lý Nghị đâu vào đấy ở một tấm trên giường ngọc. Trải qua như thế một lần, đủ Lý Nghị khắc cốt minh tâm. Xiết Tông đang cần người, Huyền Nguyệt Tông Lý Nghị niết bàn sống lại, ngược lại là người không tệ chọn. Mà lúc này Lý Nghị, nằm ở trên giường ngọc, đã hoàn toàn thử ra. Cái này, nơi này lại là Diệp Thần động phủ, linh khí dịch hóa, cái này còn là Huyền Nguyệt Tông sao? Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi, điểm ở một viên thuốc lên, tiếp theo, đem đan dược nhét vào Lý Nghị trong miệng, sức thuốc, cùng với Diệp Thần huyết dịch lực lượng, ngay tức thì ở Lý Nghị trong cơ thể tan ra. Diệp Thần đưa tay đè ở Lý Nghị trên mạch môn, cảm thụ dược lực cùng với máu ở Lý Nghị biến hóa trong cơ thể tình huống sau đó, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, đối với Lý Nghị nói. Ngươi không cần phải lo lắng, ở trong hoàn cảnh như vậy, có thích hợp đan dược cực phẩm bồi bổ, ngươi thân thể, hoàn toàn có thể khôi phục, một tháng sau đó, ta tới là ngươi sắp xếp kinh mạch, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương. Lý Nghị lúc này miệng không thể nói, chỉ có thể đôi mắt rưng rưng hướng về phía Diệp Thần gật đầu một cái, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm kích. Dứt lời, Diệp Thần liền trở lại trong phòng của mình, lấy ra vậy chỉ mới vừa mua được ngưng thúy giao. Hắn cẩn thận quan sát một phen, cũng không có phát hiện cái này ngưng thúy giao có chỗ gì đặc biệt, đối với ngự thú linh thần hỏi, ngự thú linh thần, người nói cái này tiểu giao là phân linh thú. Ta thế nào không nhìn ra chỗ gì đặc biệt, cái này phân linh thú, lại có năng lực gì? Ngự thú linh thần cười nói, người dĩ nhiên không nhìn ra, cái này phân linh thú, đã hoàn toàn chiếm cứ cái này ngưng thúy giao thân thể, phân linh thú, có thể xâm nhập đại đa số sinh linh trong cơ thể, cũng dần dần cùng chi đồng hóa, ở linh võ đại lục, cực kỳ hiếm thấy. Cái này phân linh thú có thể là bên trong cơ thể ngươi huyết long uẩn dục thật thể. Dĩ nhiên, còn có thể là chính ngươi tế luyện thân ngoại hóa thân. Tế luyện thân ngoại hóa thân sử dụng vật, hơn nữa phương pháp đơn giản, trực tiếp đem ấu thể phân linh thú, giữ đặc thù pháp môn nhốt vào mình trong cơ thể, lấy máu tươi uẩn dưỡng chính là, sau khi thành công, nơi luyện thành thân ngoại hóa thân, có bản thể bộ phận thực lực, hơn nữa, có thể theo bản thể cùng nhau trưởng thành, cũng có thể tùy thời thu vào bên trong cơ thể. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy phải cùng bên trong cơ thể ngươi huyết long hư ảnh có chút tương tự? Bất quá, lấy phân linh thú tới tế luyện thân ngoại hóa thân, cũng không phải ai cũng có thể phương pháp sử dụng, cho dù ở chỗ đó, cũng yêu cầu người sử dụng căn cơ mạnh mẽ, nếu không, còn có thể bị phân linh thú cắn trả, cưu chiếm thước xào. Lấy ngươi thân xác và căn cơ cường độ, thì hoàn toàn không cần phải lo lắng, lớn có thể sử dụng cái này phân linh thú tới tế luyện. Diệp Thần nghe vậy vui vẻ nói, như vậy phân linh thú, muốn tế luyện bao lâu, mới có thể sử dụng đâu. Ngự thú linh thần nói, thằng nhóc, mặc dù cụ thể tế luyện thời gian bởi vì người mà gì, nhưng là, theo ta phỏng đoán, hiện ngươi là đừng suy nghĩ, tốt lắm, đem người giao cho ta, ta vì ngươi đem phân linh thú phong vào bên trong cơ thể. Để cho bên trong cơ thể ngươi huyết long xem có thể hay không làm những gì. Diệp Thần không khỏi có chút thất vọng, bất quá lập tức lên tinh thần, dù sao cái này phân linh thú thực lực, sẽ theo mình trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, cùng lâu một chút vậy không việc gì, coi như mình không hữu dụng, cho huyết long uẩn dục thật thể cũng được à. Lúc này thần thức nội liếm, đem người giao cho ngự thú linh thần. Ngự thú linh thần một chút vậy ngưng thúy giao, vốn là du dương tự tại tiểu giao, đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, thương thúy thân thể bị định trên không trung, không ngừng vùng vẫy, nó cả thân miếng vảy máu thịt, lại cũng đang giãy giụa bên trong dần dần rụng. Không cần thiết chốc lát, một cái trong suốt thú nhỏ, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt,
con thú nhỏ này dáng vẻ, mơ hồ và vậy Ngưng Thúy Giao có chút tương tự. Đây chính là vậy phân linh thú. Lúc này, Diệp Thần cuối cùng từ cái này trong suốt thú nhỏ trên mình, cảm thấy một tia khí tức quỷ dị. Con thú nhỏ kia hướng về phía Ngự Thú Linh Thần một hồi gầm thét, cả người điện quang loạn tránh, lại có và Ngưng Thúy Giao tương tự thần thông, nhưng ở Ngự Thú Linh Thần giam cầm dưới, nó thì như thế nào có thể chạy thoát. Rất nhanh, liền bị kéo vào Diệp Thần thân thể bên trong, hùng hậu linh lực cùng canh kim khí ngưng tụ thành đạo đạo xiềng xích, xuyên thủng cái này phân linh thú thân thể. Nó trên thân hình, hiện ra một cái kỳ dị phù văn, đem hoàn toàn phong ấn ở Diệp Thần nơi ngực, đồng thời, Diệp Thần tràn đầy đậm đà sinh mạng hơi thở máu tươi, trong nháy mắt đem cái này phân linh thú, hoàn toàn bọc. Cùng thời khắc đó, huyết long phát giác cái gì, con người tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, long ngâm từng cơn. Ngự thú linh thần khẽ hô một hơi nói, tốt lắm, cái này thì hoàn thành, người đã cùng cái này phân linh thú hoàn thành nhận chủ nghi thức. Chỉ cần dùng ngươi máu tươi đem nó tế luyện tới trình độ nhất định, nó liền sẽ tỉnh lại, khi đó, đem thả ra bên ngoài cơ thể, nó là có thể hóa thân thành cùng ngươi tương tự hình dáng, cũng có ngươi bộ phận thực lực. Bất quá, nhìn dáng dấp, huyết long cũng đúng phân linh thú cảm thấy hứng thú. Ta đây là có cái giả thiết, nếu như cái này phân linh thú, huyết long, cùng với ngươi hợp lực uẩn dục liền một tòa phân thân, uy lực kia, ta không cách nào tưởng tượng. Có ngươi một số thực lực, lại có huyết long lực lượng, cái này. Thôi, cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, có thể thành công hay không, không nhất định. Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp theo vung tay lên, một cái to lớn yêu thú thi thể, liền xuất hiện ở động phủ bên trong, nếu cái này phân linh thú tế luyện xong, bây giờ, cũng nên bắt đầu hấp thu yêu thú này máu thịt. Dựa theo Ngự Thú Linh Thần phân phó, Diệp Thần đầu tiên lấy ra, là hợp đạo cảnh tầng 5 thiên thương viêm thú thi thể, chiếm đoạt hợp đạo cảnh tầng 5 thiên yêu thú, bây giờ thật ra thì đã không theo kịp hắn tu vi, chủ yếu, vẫn là vì đạt được thương viêm thú bổn mạng thương viêm. Diệp Thần liếm môi một cái này thương viêm thú bề ngoài, lớn lên có chút giống chó sói, mùi vị chắc không giống với trước hưởng qua ma cá sấu và ma rắn, có một phong vị khác chứ. Vạn thú các đối với yêu thú thi thể xử lý vô cùng là thích hợp, gìn giữ hài lòng. Thậm chí liền trong máu thịt tiên vị cũng không có một tia một chút nào tiêu tán. Lúc này, hắn đưa tay một chút, một tầng loãng ngọn lửa màu tím hiện lên thương viêm thú toàn bộ thân hình khổng lồ trên, một cổ đậm đà thịt thơm, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ động phủ. Diệp Thần tinh thần chấn động, tùy ý ở thương viêm thú trên mình vải lên một ít đồ gia vị, liền không kịp chờ đợi xé hạ thịt nướng thơm ngát, nhét vào trong miệng. Một ngày sau, Diệp Thần mặt lộ vẻ nụ cười. Ngưng mắt nhìn chỉ gian lên một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa này lúc này, bây giờ đã từ màu tím nhạt chuyển biến thành bụi đất màu xanh lá cây, nhìn như mặc dù tựa hồ có chút không bắt mắt, nhưng tản ra hơi thở, nhưng cơ hồ tăng cường gấp đôi. Ngự thú linh thần có chút im lặng nói, lại thật thành công. Thằng nhóc ngươi kết quả lai lịch gì, nếu không phải hấp thu quá nhiều yêu thú máu thịt sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, ta thật đúng là muốn cho ngươi cầm các loại yêu thú đều ăn một lần. Xem có thể được nhiều ít thần thông. Diệp Thần thu hồi mồi lửa, ánh mắt lấp lánh, vung tay lên, lại một cái yêu thú thi thể, xuất hiện ở lên. 10 ngày sau đó, ngồi xếp bằng ở giữa Diệp Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng tím bạo tránh, khí tức cường đại gào thét ra, hắn hít sâu một hơi, vững chắc trong cơ thể mênh mông linh lực, đem hơi thở dần dần thu liễm. Lúc này, hắn đã là hỗn nguyên cảnh tầng 7 thiên đỉnh cấp tu vi. Diệp Thần mặt lộ một nụ cười châm biếm, chỉ cần hắn muốn, tùy thời liền có thể đột phá tầng 8 trời, bất quá, bây giờ còn không cấp, tay hắn chỉ động một cái, một đoàn ngọn lửa màu đen hiện lên trước mắt, ngọn lửa bên trong, mơ hồ tản mát ra một cổ cáu kỉnh năng lượng ba động, cái này đoàn ngọn lửa đen, chính là Diệp Thần cái này 10 ngày tới nhất thu hoạch lớn. Cái này ngọn lửa đen bên trong, thậm chí còn có một tia Diệp Thần đã từng trong cơ thể bất diệt lửa. Bất diệt lửa ở Côn Lôn hư cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là ở Linh Võ Đại Lục cũng không đủ cấp bậc. Dung nhập vào ngọn lửa này, đổ là lựa chọn tốt. Vậy coi là tân sinh. Diệp Thần làm cho này đoàn ngọn lửa đen, lấy tên là Huyền Diễm. Ở Linh Võ Đại Lục Huyền Nguyệt Tông, dị hỏa cũng có phân đẳng cấp, phân là lửa trời, địa hỏa, người lửa, mà tu luyện phần huyết quyết, thấp nhất cũng yêu cầu sử dụng địa hỏa đẳng cấp dị hỏa.
Diệp thần huyền diễm, hôm nay, mới tính là mới vừa đột phá đến địa hỏa đẳng cấp, coi như là hạ phẩm địa hỏa. Bất quá, cho dù là hạ phẩm địa hỏa, chỉ cần đi vào cái này một đẳng cấp, cũng có kinh khủng năng lượng, chỉ riêng lấy ngọn lửa này, Diệp thần cũng đủ để chiến thắng tạo hóa cảnh trước trung kỳ đối thủ. Vì vậy, Diệp thần đối với sử dụng huyền diễm tu luyện phần huyết quyết, có thể sinh ra hiệu quả như thế nào, cũng là tràn đầy mong đợi. Sau đó, hắn lại từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái ngọc giản, trên ngọc giản ghi lại, chính là được từ Bạch Trấn Đường thân pháp võ, tên là Trăm Bước Đuổi Điện. Diệp thần thần thức chìm vào ngọc giản bên trong, lại là hơi nhíu mày, cái này cổ quái công pháp, thật là tối tăm khó khăn làm, cho dù lấy Diệp thần năng lực, tạm thời vậy thì không cách nào hiểu, không khỏi lâm vào thật sâu suy tư bên trong. Tựa hồ, cái này so với luân hồi mộ địa đại năng cho hắn công pháp còn muốn cổ quái. Huyền Nguyệt Tông nội tình thật đáng sợ như vậy sao? Cái đó thần bí thiếu nữ chẳng lẽ biết Huyền Nguyệt Tông sau lưng sự việc? Mấy ngày sau, Diệp thần mới mở hai mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, đến bây giờ, hắn mới khó khăn lắm lĩnh ngộ Trăm Bước Đuổi Điện bộ phận nội dung, miễn cưỡng coi như là tu luyện đến nhập môn cảnh giới, nhưng là, bây giờ để cho hắn thi triển, sợ rằng còn khó hơn lấy làm được. Dẫu sao, hắn chỉ tính chỉ nửa bước vào nhập môn, trong đó còn có một chút chỗ mấu chốt, bả khống được không đủ thích hợp. Cho dù tạm thời không cách nào thi triển, nhưng là, thông qua đối với Trăm Bước Đuổi Điện hiểu, hắn bây giờ lại thi triển thân pháp, tốc độ, vậy sẽ thật to mạnh hơn trước, đụng phải tạo hóa cảnh đối thủ, ngược lại là miễn cưỡng đủ dùng. Mà nay, khoảng cách linh huyết thực tập, chỉ có nửa tháng, Diệp thần quyết định, bắt đầu tu luyện phần huyết quyết, mặc dù, hắn đã đem phần huyết quyết lĩnh ngộ nhập môn, hơn nữa có thể thi triển, nhưng là, chân chính dung hợp huyền diễm, cũng là cần thời gian. Lập tức, Diệp thần trong tay bóp một cái kỳ dị pháp quyết, trên mình vậy đạo đạo thần bí màu tím kim đường vân, lần nữa hiện lên, đồng thời, khí tức quanh người biến đổi, lại mơ hồ tản mát ra một loại giống như chín tầng trời tôn thần giống vậy khí chất. Đen nhánh huyền diễm hiện lên Diệp thần trước người, rồi sau đó một cái chớp động, dung nhập vào Diệp thần trong cơ thể, Diệp thần nơi mi tâm, hiện ra một cái ngọn lửa đường vân, hạ cái ngay tức thì, Diệp thần thân thể, lại lập tức bị ngọn lửa màu đen bọc, kịch liệt bốc cháy. Ngọn lửa không ngừng cháy, Diệp thần trên người màu tím kim đường vân bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, đồng thời, phiến phiến nám đen xuất hiện ở Diệp thần bề mặt trên, lại đang cường đại sinh mệnh lực dưới thật nhanh khôi phục, Diệp thần khuôn mặt vậy ngay tức thì bởi vì đau đớn kịch liệt mới bắt đầu vặn vẹo. Cái này phần huyết quyết, tu hành mặc dù không coi là quá khó khăn, nhưng là, đối với thân thể cường độ yêu cầu cực cao, hơn nữa, vậy vô cùng là thống khổ, cũng không phải là người người cũng có thể tu luyện được. Diệp thần ngưng tụ tâm thần, không để cho công pháp vận hành bị đau nhức ảnh hưởng, mà hắn bên ngoài thân ngọn lửa, vậy vô cùng là chậm rãi sáp nhập vào trong cơ thể hắn, thời gian một chút xíu trôi qua. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Đế Cung. Liệt Hỏa Kiếm Thần chợt mở mắt ra, khí tức trên người đang không ngừng leo lên. Tinh khiếu cảnh, phong môn cảnh. Liền liền vậy thượng cổ cấm kỵ trận pháp, đều khó áp chế. Hắn thật dài thở ra một hơi. Mà vừa nhìn về phía mọi người, phát hiện tất cả mọi người thực lực cũng khôi phục. Cảnh giới vậy tăng lên không thiếu. Liệt Hỏa Kiếm Thần đứng lên, hai tay chắp sau lưng, lần này, là chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung thiếu hai người kia tình à. Ngày đó, Diệp Thần là Vạn Kiếm Đế Cung ngăn trở hết thảy hình ảnh, thật lâu vẫy không đi. Còn có cái đó thần bí thiếu nữ khăn che mặt. Một vị khác kiếm thần đi tới Liệt Hỏa Kiếm Thần bên người. Hỏi có cần hay không ta đi hỏi thăm cô gái kia tung tích. Người này cho ta cảm giác thân phận cao quý, nếu như và Vạn Kiếm Đế Cung kết minh, chúng ta đối mặt những cái kia thế lực cao cấp, cũng có sức. Liệt Hỏa Kiếm Thần lắc đầu một cái, không cần, ta xem qua cô gái kia ánh mắt, tựa như ta Vạn Kiếm Đế Cung không vào được nàng pháp nhãn. Ta mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ, cô gái kia đứng sau lưng dạng gì tồn tại, mới có thể làm cho nàng cũng như này ánh mắt. Ta nghĩ đến một loại có thể, nhưng là thế lực nào đã sớm tiêu tán ở thế gian. Kỳ quái! Kiếm kia thần cũng là suy tư mấy giây, lần nữa nhìn về phía Liệt Hỏa Kiếm Thần, chúng ta nếu khôi phục thực lực, muốn không muốn đi tìm Diệp Thần. Liệt Hỏa Kiếm Thần lắc đầu một cái, tìm hắn làm gì, Huyền Nguyệt Tông bí mật, người cũng đã nghe nói qua,
mặc dù bây giờ Hạng Lạc hậu chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung, nhưng là bàn về nội tình, ta Vạn Kiếm Đế Cung có thể không sánh bằng Huyền Nguyệt Tông. Ở thời đại thượng cổ, Huyền Nguyệt Tông nhưng mà ra đời. Liệt Hỏa Kiếm Thần dừng lại mấy giây, không có tiếp tục nói hết, cuối cùng mới nói, có lẽ, Huyền Nguyệt Tông chính là Diệp Thần dưới mắt lớn lên mấu chốt. Không cần quấy nhiễu hắn. Đoạn này thời gian, chúng ta chịu đựng quá nhiều, tiếp theo, cũng nên chúng ta chủ động đánh ra. Giờ khắc này, Liệt Hỏa Kiếm Thần trong mắt viết đầy sát ý. Đây là hắn thân chức vị cao, hồi lâu không có ánh mắt. Hình ảnh quay về, Huyền Nguyệt Tông. Một ngày sau, Diệp Thần bên ngoài thân cuối cùng một tia ngọn lửa đen, vậy rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa vào cơ thể, hắn diễn cảm thanh tĩnh lại, nhẹ khạc ra một hơi, mở hai mắt ra, ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Lúc này, Diệp Thần rốt cuộc coi như là đem cái này phần huyết quyết luyện thành. Diệp Thần đứng dậy, thân hình chợt dương cao, sáu cái thần vương đạo hiện lên. Đồng thời, hắn đem tay phải giơ tới trước mắt, khẽ quát một tiếng nói, đốt máu. Một đạo hỏa diễm đường vân, hiện lên Diệp Thần nơi mi tâm, hắn tay phải kinh mạch, đột nhiên phát ra hắc ánh sáng màu đỏ, năng lượng nóng rực ở trong kinh mạch vọt động. Diệp Thần trong mắt, đột nhiên phát hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn tay phải, lại bắt đầu khẽ run lên. Mà Diệp Thần trên gương mặt, vậy lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Vậy thiêu đốt trong kinh mạch, dâng lên một cổ tuyệt lực lượng mạnh. Thi triển phần huyết quyết đốt máu, sau đó, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, mình lực lượng, đã mơ hồ đột phá gấp mấy lần. Cái này phần huyết quyết, lại ngay tức thì để cho hắn tăng lên lực lượng. Đột nhiên, Diệp Thần nhướng mày một cái, trong kinh mạch của hắn, lại cảm thấy một tia chỗ đau, tựa hồ bị một tia tổn thương, mặc dù lấy hắn thân xác, điểm này tổn thương không coi vào đâu, nhưng mà tích lũy xuống, cũng không cho coi nhẹ, hơn nữa, hắn vậy mơ hồ cảm thấy, mình tăng lực lượng mạnh, có từng tia yếu bớt. Diệp Thần tản đi phần huyết quyết, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Xem ra, cái này phần huyết quyết tuy mạnh, nhưng nhất định có tác dụng phụ, hơn nữa, lâu thời gian sử dụng hiệu quả sẽ dần dần rớt xuống. Bất quá, Diệp Thần nhưng không chút nào vẻ thất vọng, ngược lại, đối với cái này phần huyết quyết tràn đầy mong đợi. Phải biết, bây giờ phần huyết quyết, bất quá chỉ là nhập môn cảnh giới, dùng, là khó khăn lắm có thể sử dụng hạ phẩm địa hỏa. Phần huyết quyết cảnh giới tăng lên, trừ hiểu ra, còn cần cao hơn đẳng cấp ngọn lửa phụ trợ tu hành, mà Diệp Thần huyền diễm, còn có thể tiến hóa. Phần huyết quyết mang đến cho mình lực lượng, chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Diệp Thần hoạt động thân thể một chút, thu hoạch lần này, có thể nói để cho hắn vô cùng hài lòng. Tiếp theo, Diệp Thần liền đi Lý Nghị gian phòng đi tới. Diệp Thần mặc dù đều ở đây trong phòng tu luyện chính giữa, nhưng là... vẫn là không có quên Lý Nghị, hắn phân ra một tia thần niệm, đúng giờ đem đan dược hỗn hợp mình máu tươi, đưa đến Lý Nghị trong miệng, để cho hắn uống. Cái này một tháng qua, Lý Nghị kinh mạch, đã bước đầu trưởng thành, hơn nữa trong kinh mạch, chắc mang theo vô cùng là đạm bạc canh kim khí, bây giờ, cũng là thời điểm, giúp hắn sắp xếp một phen kinh mạch. Đi tới Lý Nghị trong phòng, Diệp Thần hơi sững sờ, lúc này Lý Nghị, mặt mũi vô cùng là thống khổ. Đầu đầy mồ hôi, lại cố nén đau đớn, dựa vào hơn người thần niệm miễn cưỡng hấp dẫn một tia linh khí vào cơ thể, dùng ở dược lực dưới sự kích thích nặng sinh trưởng ra yếu ớt kinh mạch, miễn cưỡng đem vận chuyển. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mặc dù Lý Nghị đan điền vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, làm như vậy, trên căn bản coi như là không công, cái này muôn vàn khó khăn mới vận chuyển một vòng một tia linh khí, ở hắn vậy tàn phá đan điền bên trong. Chỉ có thể lưu lại trong 1%. Nhưng dù vậy, Lý Nghị, vậy vẫn không có một chút thư giãn. Cho đến hắn đi tới Lý Nghị trước người, Lý Nghị mới phát hiện hắn tồn tại, lẩm bẩm nói, Diệp. Diệp sư huynh, ngài làm sao tới? Lý Nghị mặc dù trong lòng đã đem Diệp Thần coi là mình đi theo đối tượng, nhưng mà, dẫu sao chỉ là mình một phía tình nguyện, Diệp Thần còn không có đáp ứng, cho nên tạm thời vẫn là gọi Diệp Thần là sư huynh. Diệp Thần cười nói, ta không tới nữa giúp ngươi sắp xếp kinh mạch, ngươi như vậy luyện tiếp, có thể mới vừa mọc ra kinh mạch, lại phải bể. Lý Nghị sắc mặt biến đổi, hoảng hốt vội nói, trách ta quá nóng lòng, đây có thể như thế nào cho phải. Diệp Thần đem một cái tay khoác lên Lý Nghị trên mạch môn nói, không sao,
ta đem ngươi kinh mạch sắp xếp xong sau đó, ngươi làm như vậy, cũng sẽ không làm bị thương kinh mạch, hơn nữa, còn có giúp cho rèn luyện ngươi kinh mạch, tăng nhanh hắn khôi phục tốc độ, ngươi phải kiên trì. Nói xong, nhắm mắt ngưng thần, thần niệm trình độ cao nhất vận chuyển, điều động Lý Nghị trong kinh mạch ẩn hàm từng tia canh kim khí, đem sơ cái hình thức ban đầu mạch lạc, sắp xếp thành thích hợp linh khí vận chuyển hình thái. Diệp Thần bây giờ mơ hồ đã có thể đem mình dung vào thiên địa, mặc dù chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng thực tế thực lực và nội tình và tạo hóa cảnh không hai. 2 giờ sau đó, Diệp Thần mới rốt cục đem Lý Nghị kinh mạch trong cơ thể toàn bộ sắp xếp xong. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, đối với Lý Nghị nói, người hấp thu nữa linh khí thử một chút. Lý Nghị theo lời điều động một tia linh khí vào cơ thể, đột nhiên mặt lộ mừng rỡ vẻ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy vẻ cảm kích, hắn hoan hô nói. Không đau, linh lực có thể xa vòng vo, chỉ cần đan điền hoàn toàn khôi phục, ta liền vừa có thể tu luyện. Vừa nói, lại nước mắt chảy xuống. Lúc này, hắn càng thêm kiên định mình đối với Diệp Thần thành tâm ra sức tâm, cho dù Diệp Thần bây giờ gọi hắn đi chết, cũng không biết có câu oán hận nào. Diệp Thần cười một tiếng nói, tốt lắm, ngày mai, ta thì phải ra cửa một chuyến, ta sẽ lưu lại cho ngươi một ít đan dược, ngươi đúng giờ uống chính là, đoạn này thời gian, ngươi mỗi ngày dùng 3 tiếng vận chuyển linh lực chính là, còn dư lại thời gian, ngươi, dùng tu luyện thần niệm đi, ta nơi này, có một môn tu luyện thần niệm công pháp, chính thích hợp ngươi, ngươi ở thần niệm thuận lợi, khá có thiên phú. Diệp Thần đem một cái ngọc giản, thả vào Lý Nghị bên gối. Môn công pháp này được từ Chu Duyên siêu tầm, Chu Duyên người này, thực lực ở Diệp Thần xem ra mặc dù vậy, nhưng nói thế nào cũng là Huyền Nguyệt Tông hạng trước 10 đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là dựa vào tài nguyên tiến vào trước 10, người nhà, tự nhiên cũng là khá là phong phú. Công pháp này, đối với Lý Nghị mà nói, hoàn toàn đủ dùng. Lý Nghị nghe vậy ngẩn ngơ, hắn không có nghe lầm chớ. Loại này đẳng cấp công pháp, tùy tiện cầm đi ra ngoài một bản. Đều là con số trên trời, Diệp Thần cứ như vậy cho mình. Hắn bây giờ thậm chí cũng hoài nghi, Diệp Thần có phải hay không bên trong tông môn cái nào không muốn người biết trưởng lão. Diệp Thần không để ý Lý Nghị ước mơ ánh mắt, trở lại trong phòng của mình, trực tiếp nằm vật xuống ở trên giường ngọc, chuẩn bị chùm đầu ngủ. Đoạn này thời gian, Diệp Thần đang không ngừng tu hành, hiểu bên trong, đối với tinh thần khó tránh khỏi có tiêu hao, qua mấy ngày chính là linh huyết thực tập. Hắn muốn cho mình khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chỉ là không biết Kỷ Lâm có hay không tỉnh lại. Bất quá trên đảo không có liên lạc mình, thuyết minh Kỷ Lâm hẳn không tỉnh. Ngay tại lúc này, ngự thú linh thần đột nhiên nói, thằng nhóc, người cái đó tiểu đệ, nói không chừng sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tiểu đệ, ngươi nói là Lý Nghị. Ngự thú linh thần cười một tiếng nói, hắn có thể có một loại hiếm thấy thiên phú, lần này bị ngươi hủy xấu xa thân thể. Đối với hắn mà nói không chừng ngược lại là một cái cơ duyên. Diệp Thần suy tư nói, thần niệm lên thiên phú sao? Hắn thần niệm mặc dù có chút đặc biệt, nhưng cũng không có quá chỗ hơn người à. Ngự thú linh thần nói, ta vậy không thể xác định, bất quá nếu thật là nói như vậy, người ngược lại là thu cái tốt thủ hạ. Diệp Thần gật đầu một cái, đối với thủ hạ những thứ này, hắn ngược lại không phải là rất để ý, hắn quan tâm nhất, vẫn là mình thực lực. Lúc này cũng sẽ không quấn quýt, nằm xuống liền ngủ. Lại qua mấy ngày, Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt thần quang chạm chạm, tinh thần vẻ uể oải cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn đứng dậy duỗi người, đột nhiên thần sắc hơi động, đi ngoài động phủ đi tới. Lúc này, một người kim bào thanh niên, đang đứng ở động phủ ra, chính là Mạnh Hành Vân. Diệp Thần cười nói, Mạnh sư huynh, người tới. Mạnh Hành Vân thấy được Diệp Thần. Hơi động dung nói, Diệp sư đệ, ngươi còn không có đột phá hợp đạo cảnh. Chỉ bất quá, ngươi hơi thở ngược lại là tăng trưởng không thiếu. Thậm chí chẳng biết tại sao, ta từ trên mình ngươi cảm thấy vẻ nguy hiểm cảm. Bất quá, vậy linh huyết thực tập, thật ra thì vậy không nhất định phải hợp đạo cảnh, chỉ phải có hợp đạo cảnh thực lực, lại có người đề cử, chắc có thể đi qua. Dẫu sao quy củ là chết, người là sống. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Mạnh sư huynh là vì linh huyết thực tập tới sao? Mạnh Hành Vân nói, đúng là như vậy, xem ngươi như vậy không thuộc về một cái dị tộc, lại thân cái linh huyết người, muốn tham gia linh huyết thực tập, cần phải có người đề cử,
người thân có bầu cổ bạch hổ máu tươi, ta sư phụ vừa vặn và một người huyết hổ tộc tiền bối có chút giao tình, liền có liên lạc hắn, hy vọng hắn có thể đề cử ngươi tham gia linh huyết thực tập. Linh Tiên Đế Cung và rất nhiều thế lực cử hành cái này linh huyết thực tập, nhưng là tham gia phần lớn là dị tộc, cũng chính là thân trong lòng yêu thú cường đại huyết mạch võ giả, không biết Linh Tiên Đế Cung các nàng làm ra cái này vừa ra là vì sao. Huyết hổ tộc cường giả đều là trong cơ thể ẩn chứa huyết hổ máu tươi tồn tại. Chúng ta bây giờ, đi trước bay Phượng Thành ngồi phi thuyền, đi huyết hổ tộc. Dứt lời, Mạnh Hành Vân giơ tay lên một cái, thả ra một chiếc màu vàng nhạt phi thuyền. Hai người ngồi lên phi thuyền, vậy màu vàng nhạt phi thuyền run lên, hướng bay Phượng Thành phương hướng bắn nhanh đi. Huyết hổ tộc lãnh địa chỗ chỗ, tên là huyết hổ đỉnh, lúc này, một đạo kim quang rơi vào huyết hổ trên đỉnh núi, hiện ra hai đạo thân ảnh, chính là Mạnh Hành Vân và Diệp Thần. Diệp Thần hướng bốn phía nhìn xem, không khỏi ánh mắt chớp mắt, máu này hổ trên đỉnh núi cường giả, trên mình đều đang phun trào ra cực mạnh yêu thú huyết mạch hơi thở. Thân xác và lực lượng vượt xa vậy võ giả. Cố nhiên không phải yêu thú, nhưng là nhưng có yêu thú ưu điểm. Mạnh Hành Vân đối với Diệp Thần nói, Diệp sư đệ, ta sẽ đưa ngươi tới đây, cái này linh huyết thực tập, không chỉ là ngươi, rất nhiều thân trong lòng máu yêu thú tươi người, đều muốn tham gia, mà vị tiền bối kia, chỉ sẽ đề cử một người. Cho nên, tiếp theo, ngươi sẽ gặp rất nhiều người cạnh tranh, những người này đều là tất cả cái thế lực thiên tài tồn tại, mới có tư cách tới chỗ này, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường. Diệp Thần ánh mắt hơi ngưng trọng. Gật đầu nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Mạnh Hành Vân chỉ phía trước một cái nhà hoa mỹ dị thường lầu các nói, tên kia tiền bối, sẽ ở đó lầu các ba tầng, người đến nơi đó, là có thể thấy hắn. Diệp Thần đi vậy nóc lầu các đi về phía, dọc theo đường đi nhưng gặp không thiếu huyết hổ tộc nhân đối với mình chỉ chõ chõ, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, làm hắn đi tới vậy nóc gác lửng phụ cận lúc, nhưng không khỏi hơi nhíu mày. Ở trước mặt hắn, té ba tên võ giả, bọn họ trên mình đều mang vết máu, hôn mê bất tỉnh, nhìn dáng dấp, đều là bị thương không nhẹ. Mà còn có một người hợp đạo cảnh tầng 6 thiên thanh niên, lúc này đang nửa quỳ xuống, thở hồng hộc ngưng mắt nhìn đối thủ trước mặt. Hừ, tộc người đều là cái này cùng phế vật, vậy không biết xấu hổ tự xưng linh huyết người có, tới đây bái kiến phong tiền bối. Các ngươi cũng xứng. Một cái khinh thường thanh âm vang lên. Tuy là đang nói chuyện, nhưng tựa như dã thú gầm thét vậy. Diệp Thần hướng vậy người nói chuyện nhìn, không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Cái này người nói chuyện, lại là một đầu sặc sỡ huyết hổ. Đây là yêu tộc. Huyết hổ tộc, tuy nói là có huyết hổ máu tươi loài người, lại cũng không yêu tộc. Bất quá, Diệp Thần ánh mắt lại không có ở đó tên sặc sỡ huyết hổ trên mình làm nhiều dừng lại, mà là hướng lầu các tầng 2 nhìn, ở đó tầng 2 trên. Đứng thẳng một người vóc người đại hán khôi ngô, một người mặc áo dài trắng thanh niên, còn có một đầu hổ đen. Ba người này mơ hồ tản ra hơi thở, cùng võ giả không cùng, tựa hồ là yêu tộc, hơn nữa, xa so với cái này đầu sặc sỡ huyết hổ mạnh mẽ. Mấu chốt yêu tộc tới nơi này làm gì? Đây là, vậy sặc sỡ huyết hổ ánh mắt hướng Diệp Thần xem ra, trong con ngươi lộ ra vẻ trào phúng. Hướng về phía Diệp Thần miệng phun tiếng người nói, lại tới cái rác dưới. Các ngươi trong máu, về điểm kia tơ mỏng linh huyết, vậy ngông muốn tham gia linh huyết thực tập. Các ngươi là thứ gì? Càng buồn cười chính là, người cái phế vật này, sợ rằng ở tộc người bên trong, cũng là một tên yếu chứ. Chỉ có hỗn nguyên cảnh tầng 7 thiên tu vi. Ha ha ha, thật là cười ngạo ta. Thức thời, cút nhanh lên trở về, nếu không, cái này mới dáng vẻ người. Chính là ngươi kết quả. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy sặc sỡ huyết hổ, đỡ dậy nửa quỳ xuống tên kia tộc người võ giả, đối với hắn hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra? Tên kia tộc người võ giả nhìn qua 25-26 tuổi, hợp đạo cảnh tầng 7 thiên tu vi, có thể gọi là thiên tài, hơn nữa, hắn bởi vì thân cái một tia linh huyết, bình thường, cũng là có thể vượt cấp chiến đấu. Chiến lực, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn. Có thể ngày hôm nay, đối mặt cái này sặc sỡ huyết hổ, hắn mới phát hiện, mình một mực dẫn lấy làm hãnh diện chiến lực, căn bản không trị giá một đề ra. Ở nơi này sặc sỡ huyết hổ trước mặt, hắn liền ba chiêu cũng không chống nổi, mà đây huyết hổ tu vi,
còn chỉ có hợp đạo cảnh tầng 6 thiên. So hắn, còn thấp một cảnh giới. Lúc này, hắn xem Diệp Thần chỉ có hỗn nguyên cảnh tầng 7 thiên tu vi, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng vẻ, lấy Diệp Thần tu vi, đối mặt cái này sặc sỡ huyết hổ, bất quá là tự tìm cái chết mà thôi. Bất quá, hắn vẫn trả lời, chúng ta mấy người, vốn là, đều là bởi vì linh huyết thực tập quan hệ, đi cầu thấy máu tộc hổ phong tiền bối. Phong tiền bối lúc này có việc trong người, để cho chúng ta lên trước lầu các tầng 2 chờ. Nhưng mà, còn không có chờ chúng ta tiến vào gác lửng. Trên lầu vậy mấy cái yêu tộc người, liền điều khiển đầu này sặc sỡ huyết hổ, ngăn cản bọn ta đường đi. Vừa nói, hắn sắc mặt buồn bã nói. Nói ra thật xấu hổ, ta bốn người cùng hắn tranh luận không dưới, động tới tay, có thể không nghĩ tới cái này yêu hổ lại vô cùng lợi hại. Chúng ta mặc dù đều là thân cái linh hổ máu tươi, sức chiến đấu vượt qua cùng cấp tồn tại. Nhưng mà đối mặt tên này, bốn người liên thủ cũng không quá chống nổi trên trăm chiêu, liền từng cái sa sút, trừ ta ra, những thứ khác mấy người lại là người bị thương nặng. À, ta chuẩn bị mang bọn họ rời đi. Ngươi, vậy đi nhanh đi, những thứ này yêu tộc chân thực quá mạnh mẽ, linh huyết thực tập, có thể thật không thích hợp chúng ta tham gia. Đây là, gác lửng tầng 2. Cái đó đại hán khôi ngô, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, lớn tiếng nói, đừng à. Các ngươi tộc người cũng là như vậy thứ hèn nhát sao? Một đầu mèo hoa nhỏ liền đem các ngươi cũng ngăn cản. Tiểu tử, nếu là ngươi không đánh mà chạy mà nói, hổ ra nhưng mà sẽ xem thường ngươi nha. Vậy vốn là vô cùng là phách lối sặc sỡ huyết hổ, bị vậy đại hán khôi ngô gọi là mèo hoa nhỏ, nhưng chút nào không dám phản bác, chỉ là một đôi mắt hổ. Dần dần băng hàn liền đứng lên, hướng về phía Diệp Thần các người gầm hét lên. Rác dưới chính ở chỗ này nó nhảm, lại không cút, tin không tin ta cầm các ngươi cũng làm cơm chưa nuốt. Vậy nửa quỳ xuống thanh niên, trợn mắt nhìn vậy sặc sỡ huyết hổ, nhiều lần bị giễu cợt, hắn trong mắt tất cả đều là lửa giận, nhưng, bất đắc dĩ là, hắn nhưng không cách nào phản bác đối phương, bởi vì, hắn hoàn toàn không phải máu này hổ đối thủ. Hắn vốn cho là, Diệp Thần nghe vậy, sẽ ảo não đường cũ trở về, nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người là, Diệp Thần, không có đi. Diệp Thần không thấy trước mặt sặc sỡ huyết hổ uy hiếp, hướng về phía lầu 2 vậy đại hán khôi ngô lãnh đạm nói, ta không cần ngươi tôn trọng. Tại chỗ yêu tộc, và huyết hổ tộc nhân nghe vậy, đều lộ ra một tia vẻ trào phúng, không cần tôn trọng. Ý nghĩa chính là nhận sợ thôi, còn tìm cái đài cấp cho mình hạ. Lầu 2 đại hán khôi ngô cũng không hứng thú từ Diệp Thần trên mình rời đi tầm mắt, chuẩn bị trở về trong phòng. Nhưng ngay khi hắn xoay người đồng thời, Diệp Thần thanh âm, vang lên lần nữa. Bởi vì, người không xứng. Yên tĩnh, thậm chí liền cây rừng giữa côn trùng kêu vang, đều biến mất, một hồi vô cùng là khiếp người sát ý, lặng yên không một tiếng động bao phủ ở đỉnh đầu của mỗi người, trong một cái chớp mắt này. Mọi người tựa như, đều bị một đầu kinh khủng mãnh thú theo dõi. Vậy đại hán khôi ngô, dừng lại bước chân, một lát sau, vậy làm người ta hít thở khó khăn hơi thở, đột nhiên biến mất, đại hán không giải thích được cười lớn, tiếng cười giống như sấm sét vậy, điếc tai nhức óc. Hắn từ từ xoay người, hướng về phía Diệp Thần cười nói, rất tốt, có tính cách. Hắn vung tay lên, trong phòng một cái đùi gà bị hắn hút tới trong tay. Hướng về phía Diệp Thần lắc lắc trong tay đùi gà nói, ta thưởng thức ngươi, tới, mời ngươi ăn đùi gà, có thể thơm. Vừa nói, hắn ánh mắt dần dần băng hàn xuống. Nếu như, ngươi có thể còn sống đi lên lầu 2 này nói. Hắn đột nhiên đem một bãi nước miếng phun tới vậy cái đùi gà lên, vứt xuống Diệp Thần chân trước trên đất nói, nếu như không làm được, ngươi, cũng cho ta cái mặt mũi, trước khi đi, cầm cái chân này ăn. Tất cả mọi người. Cũng một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, vậy đại hán khôi ngô, hiển nhiên so với kia sặc sỡ huyết hổ mạnh hơn, Diệp Thần lại dám đối hắn lên tiếng khiêu khích. Bây giờ, chỉ có thể tự thực ác quả liền chứ. Diệp Thần xem đều không xem trên đất đùi gà, mà là cân nhắc nhìn vậy đại hán khôi ngô. Một bên tộc người võ giả thấy vậy, không nhịn được thấp giọng khuyên nhủ, cầm vậy đùi gà nhặt dậy ăn đi, mất thể diện, tổng so mất mạng tốt hơn. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Tương lai, chưa chắc không có cơ hội báo thù, không muốn tranh thức giận nhất thời, vậy sặc sỡ huyết hổ, đều như vậy mạnh, gác lửng tầng 2 đại hán khôi ngô, nhất định là tuyệt đối không chọc nổi.
hắn mới vừa rồi, nhưng mà cầm đại hán khôi ngô diễu cợt huyết hổ, mà vậy làm người ta sợ hãi huyết hổ, hoàn toàn không dám phản bác dáng vẻ, nhìn ở trong mắt. Mất thể diện, Diệp Thần cười nhạt nói, tại sao phải mất thể diện? Vậy to lớn sắc mặt của đại hán, đã dần dần không tốt, tộc người võ giả thấy vậy vội la lên, ngươi không nhặt lên đùi gà này ăn, ngươi lấy là vậy đại hán khôi ngô sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hắn nếu là ra tay, ngươi liền một chút cơ hội cũng không có. Đừng cậy mạnh, ăn nhanh đi. À, Diệp Thần lắc lắc đầu nói, hắn mới vừa rồi, không phải nói, để cho ta ở trên lầu 2 mời ta ăn không? Lầu 2 có sạch sẽ đùi gà không ăn, tại sao phải ăn trên đất cái này vật đáng ghét? Tộc người đó võ giả nghe vậy sững sốt một chút, ngươi đang nói gì? Đầu này sặc sỡ huyết hổ ngăn ở chúng ta trước mặt, ngươi không thấy được sao? Ngươi phải thế nào ở trên lầu 2? Chớ nói nữa ngu bảo, thừa dịp bây giờ còn có thể đi, đi nhanh lên đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta muốn lên, liền lên, nó muốn ngăn ta. Đó chính là tự tìm cái chết. Hắn giọng rất bình thản, sắc mặt vậy không có thay đổi, tựa như nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, hắn mà nói, nhưng đang vây xem huyết hổ tộc bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này chỉ có hỗn nguyên cảnh tu vi tiểu tử, lại đang hợp đạo cảnh tầng 6 trời, cho thấy cực mạnh chiến lực sặc sỡ huyết hổ trước mặt, như vậy phách lối. Thật là ngoài dự liệu. Diệp Thần bên cạnh tên kia võ giả, lại là sắc mặt biến đổi tái biến, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, hắn muốn không rõ ràng, Diệp Thần làm sao sẽ nói ra những lời này. Không chỉ có khiêu khích lầu 2 yêu tộc cường giả, liền trước mặt hổ yêu vậy cùng nhau khiêu khích. Đây không phải là tự tìm cái chết, cái gì là tự tìm cái chết? Hắn thân thể khẽ run, khẩn trương nhìn về phía trước mặt huyết hổ, thậm chí bắt đầu lo lắng. Máu này hổ sẽ hay không bởi vì Diệp Thần mà giận cá chém thất mình. Hắn vốn là còn muốn nói gì, có thể vừa chạm vào tức vậy huyết hổ ánh mắt, trong lòng lộp bộp một chút, đến miệng mà nói, toàn bộ nuốt trở vào. Chỉ gặp vậy sặc sỡ huyết hổ nghe vậy, mắt hổ chừng một cái, có thể chết người yêu khí phóng lên cao. Người này tộc phế vật, cũng dám xem thường mình. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm hét lên, con kiến hôi, ta muốn ngươi chết. Xong rồi, thằng nhóc này chết chắc, thậm chí, liền mình cũng đi chưa xong. Tộc người đó võ giả thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Theo hổ gầm, sặc sỡ huyết hổ thân thể một khuất, cả người bắp thịt nổ lên, đột nhiên phát lực, tựa như một tòa núi nhỏ từ trên trời hạ xuống vậy, hướng Diệp Thần cấp tốc nhào tới. Bằng vào uy thế, liền cơ hồ phải đem tộc người đó võ giả chấn thương. Tộc người võ giả sắc mặt lại là đại biến. Máu này hổ một cái nhào này, coi là thật vô cùng cường hãn, so mới vừa rồi cùng mình lúc đối chiến, mạnh hơn gấp mấy lần, mới vừa rồi máu này hổ đối mặt mình mấy người, lại vẫn không có khiến cho suốt toàn lực. Hắn mắt nhắm lại, một chiêu này như vậy long trời lở đất, đổi thành tự đối mặt, cũng là 10 phần chết chắc, Diệp Thần kết cục, đã là đã định trước, hắn không muốn nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn. Đối mặt bay tấn công mà đến huyết hổ. Diệp Thần động vậy bất động đứng tại chỗ, tựa như hoàn toàn bị hổ yêu hơi thở phong tỏa, căn bản không cách nào né tránh chút nào. Trên lầu 2 to lớn nam tử thấy vậy, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ khinh thường, phách lối cũng không phải là phế vật quyền lực, phế vật nếu như phách lối, chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Hổ yêu lúc này trong mắt tất cả đều là thị huyết ánh sáng, hắn đã dự đoán đạo mình đem điều này xem thường mình tiểu tử xé thành phấn vụn hình ảnh. Vậy ngay tại lúc này, đối mặt cơ hồ muốn nhào tới trước mặt mình hổ yêu, Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nâng lên một cái tay, hướng hổ yêu đầu hổ vỗ tới. Hổ yêu hổ gầm nói liên tục, bây giờ mới kịp mềm nhũn nâng lên tay sao? Ha ha ha, đã quá muộn tiểu tử, ngươi chết chắc. Hắn móng hổ vung xuống, vẫn chưa có hoàn toàn rơi vào Diệp Thần trên mình, cũng đã là động đất lớn, phát ra to lớn nổ âm. Thật là mạnh một móng. Không thiếu huyết hổ tộc nhân cũng kinh hô thành tiếng. Nhưng là, đây tuyệt mạnh một móng, lại không có rơi vào Diệp Thần trên mình, nói chính xác, là không kịp rơi vào Diệp Thần trên mình. Bởi vì, ở móng hổ đánh trúng Diệp Thần một khắc trước, Diệp Thần vậy nhìn như mềm nhũn tay, đã không tưởng tượng nổi vỗ vào viên kia to lớn giữ tợn đầu hổ trên. Thời gian, tựa như ngừng lại giờ khắc này. Ầm một tiếng vang thật lớn,
vậy bay tấn công mà đến to lớn huyết hổ thân thể, liền bị Diệp Thần như thế tiện tay một trường, hung hãn chụp bay ra, nặng nề đập xuống đất. Tĩnh mịch, thậm chí liền tiếng gió đều biến mất. Không khí tựa như đọng lại, tất cả mọi người đều khó có thể tin nhìn đầu kia mềm nằm sấp té xuống đất huyết hổ, trong mắt tất cả đều là rung động vẻ. Vậy lầu hai đại hán khôi ngô thấy vậy, lại là hơi biến sắc mặt, cái này sặc sỡ huyết hổ là bọn họ bốn yêu bên trong, thực lực yếu nhất một đầu, bất quá, đây là đối với bọn họ mà nói. Đầu này sặc sỡ huyết hổ, bản thân huyết mạch mạnh mẽ, hắn thiên phú tuyệt mạnh, lại là ẩn chứa một tia thượng cổ chân linh bạch hổ huyết mạch, làm sao sẽ yếu. Coi như mình muốn đánh thắng hắn, ít nhất cũng phải dùng đến ba chiêu. Nhưng mà, cái này mình vốn là một chút cũng xem thường tộc người rác dưới, lại tùy ý khoát tay, liền đem thiên tài này hổ yêu, đánh thành trọng thương. Phải biết, huyết hổ mặc dù lực công kích không tính là mạnh mẽ, nhưng là, thân thể bền bỉ, nhưng mà nổi danh. Nghĩ tới đây, cái này đại hán khôi ngô thần sắc, càng ngày càng khó nhìn, mà một bên bạch bào thanh niên thì ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Khác một con hổ đen, thì híp đôi mắt một cái, hiện ra một tia chiến ý. Diệp Thần chụp phi hổ yêu sau đó, thần sắc vẫn không thay đổi, tựa như là một chuyện nhỏ không đáng kể, cứ như vậy không nhanh không chậm đi vậy hoa mỹ gác lửng đi tới. Diệp Thần người bên cạnh tộc võ giả, lúc này vậy mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, suy nghĩ hỗn loạn, giống như đang nằm mơ như nhau. Cái này còn là hỗn nguyên cảnh tu vi sao? Sợ rằng hợp đạo cảnh đỉnh cấp tu vi loài người, cũng không nhất định có thể làm được như vậy chuyện chứ. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thần hình bóng, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức đuổi theo Diệp Thần bước chân, mặt lộ vẻ vui mừng, nếu cái này sặc sỡ huyết hổ bị Diệp Thần đánh bại, mình, dĩ nhiên là có thể leo lên lầu các này. Hắn vội vàng chạy đến Diệp Thần bên người, lễ phép nói, vị đạo hữu này, tại hạ Linh Tiêu phái Đoạn Kiệt, còn chưa thỉnh giáo bạn bè tên họ. Diệp Thần quét hắn một mắt, có chút bất ngờ nói, Linh Tiêu phái. Huyền Nguyệt Tông, Diệp Thần. Hắn còn nhớ Triệu Linh Tiêu và Âu Dương Giác. Triệu Linh Tiêu từng nói muốn cùng mình đánh một trận, bây giờ, hắn chắc sớm đã đột phá chứ. Không biết, ở Thăng Long thi đấu lên, sẽ hay không thấy hắn. Vừa nói, hai người đã đi vào lầu các một tầng, tầng một bên trái, có một đạo hình xoắn ốc lên cao, đi thông tầng hai nấc thang. Diệp Thần và Đoạn Kiệt, dọc theo nấc thang đi lên đi. Nhưng mà, không chờ bọn họ đi lên tầng hai, hai người không khí quanh thân, trong nháy mắt sình sệt, vô số núi thây huyết ảnh, ở trước mắt hiện lên. Một đạo vô cùng là nồng đậm đè nén sát khí, đối diện nhào tới. Diệp Thần cũng không bị gì cảm giác. Nhưng mà Diệp Thần bên cạnh Đoạn Kiệt, lại là trong nháy mắt hét thảm lên, vậy tựa như sát sinh dù sao cũng mới ngưng tụ ra sát khí, lại đè được hắn cơ hồ thì phải tâm thần tan vỡ. Diệp Thần quét Đoạn Kiệt một mắt, hơi đi trước người hắn vừa đỡ, vốn là đã kế cận hỏng mất Đoạn Kiệt, đột nhiên cảm giác một hồi ung dung, vậy núi thây biển máu đều đã biến mất không gặp, không khỏi cảm kích nhìn một cái trước người Diệp Thần. Diệp Thần ngẩng đầu lên. Hướng xuất hiện ở thang lầu lầu hai miệng đại hán khôi ngô nhìn, cười nói, ngươi không phải mời ta tới ăn đùi gà sao? Ngăn cản ở chỗ này làm gì? Đại hán khôi ngô gặp Diệp Thần lại ung dung ổn định, một chút cũng không có bị mình sát khí ảnh hưởng, không khỏi sắc mặt lại là biến đổi. Cái này núi thây huyết sát, nhưng mà hắn thiên phú thần thông một trong, lấy hắn tu vi thi triển, chính là vậy hợp đạo cảnh đỉnh cấp võ giả, cũng sẽ ở máu này sát dưới ảnh hưởng, thực lực đại giảm. Có thể Diệp Thần một cái hỗn nguyên cảnh tầng 7 thiên tu vi loài người, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Thần trong mắt hiện ra một tia vẻ trào phúng, hắn thần hồn đi qua nặng bao nhiêu tẩy rửa, vô cùng ngưng tụ, đặc biệt là có cổ huyết gia hộ sau đó, còn con này huyết sát, coi là cái gì. Trọng yếu hơn chính là, hắn đạo chính là sát đạo. Bàn về sát khí, ai có thể và hắn đánh một trận. Bất quá, nếu đối phương muốn chơi sát khí. Mình liền theo hắn vui đùa một chút đi. Hổ thần sát, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hổ thần sát phát động, cường đại thần niệm ngay tức thì phá vỡ vậy dạo dực ở trong không khí nồng đậm sát khí, thẳng xông lên đại hán khôi ngô thức hải bên trong. Diệp Thần đạt được cổ huyết gia hộ sau đó, thần niệm bên trong đã mơ hồ mang theo một tia thần uy, vậy đại hán khôi ngô nơi nào kinh nổi như vậy công kích.
cho dù đại hán Khôi Ngô thần thức bên trong có cường giả cấp cho thêm bảo vệ, cũng là ngay tức thì sắc mặt biến đổi, một đạo tràn đầy uy nghiêm sát khí ở thức hải bên trong dâng lên, để cho hắn không nhịn được rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước. Đại hán Khôi Ngô sau lưng bạch bào thanh niên thấy vậy, ánh mắt lại là sáng lên, vậy đại hán Khôi Ngô bởi vì tu luyện có sát khí thần thông quan hệ, thần niệm lực ngược lại không yếu. Mà hắn nhìn ra, đại hán Khôi Ngô thần hồn lúc này đã bị Diệp Thần gây thương tích, cái này còn là hắn thức hải bên trong có cực mạnh thêm bảo vệ dưới tình huống. Diệp Thần lại dễ dàng như vậy bị thương đại hán Khôi Ngô thần hồn. Có ý tứ. Mà đang ở đại hán Khôi Ngô lui ra đồng thời, Diệp Thần đã mang Đoạn Kiệt, vững vàng bước lên lầu 2. Mà lúc này đại hán Khôi Ngô sắc mặt, có thể nói là muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn nhìn. Diệp Thần cân nhắc đánh giá đại hán Khôi Ngô nói, ngươi, làm sao còn không đi lấy đùi gà tới đây? Nghe Diệp Thần giọng, đại hán Khôi Ngô trong mắt tức giận cùng nhau, bất quá, hắn lại không có ra tay, mà là lặng lẽ đi tầng 2 trong lầu các một cái bàn đá đi tới, trên bàn, bày các loại các dạng món ăn ngon món ngon. Đại hán Khôi Ngô cầm lên một con to lớn đùi gà, trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, hướng Diệp Thần đi tới nói, ha ha ha, đùi gà này, nguyên liệu chọn là thần vương cảnh gà loại yêu thú, vô cùng là ngon miệng, là chúng ta hổ loại yêu tộc thích nhất thức ăn ngon. Người huynh đệ có thể phải thật tốt nếm thử một chút à. Giọng nói kia, lại phảng phất là Diệp Thần bạn tốt chí giao vậy, lúc trước giữa hai người mâu thuẫn, đều giống như bị hắn quên mất như nhau. Nhưng mà, ngay tại đại hán Khôi Ngô đi tới Diệp Thần còn có ba bước rộng cách lúc đó, đột nhiên cầm trong tay đùi gà hướng Diệp Thần ném đi, đột nhiên phát ra một tiếng như sấm hổ gầm, một con thạc huyết hổ trưởng, trực tiếp hướng Diệp Thần đánh tới. Hổ trưởng trên kim quang lóe lên, tản mát ra một cổ sắc bén ý. Cái này đại hán Khôi Ngô mới vừa rồi bị Diệp Thần nhất kích, thần hồn bị thương, tạm thời trong cơ thể yêu lực vận chuyển không linh hoạt. Hắn chỗ cố làm thuận theo lấy đi lấy vậy đùi gà, chỉ là vì trì hoãn thời gian, hết sức điều chỉnh thương thế mà thôi. Hổ trưởng chưa tới, Diệp Thần sau lưng Đoạn Kiệt, liền bị vậy gào thét trưởng ý ép miệng phun máu tươi, liền lùi mấy bước, suýt nữa thì phải từ trên thang lầu rớt đi xuống. Mà Diệp Thần đứng tại chỗ, đúng là sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là cặp mắt híp lại, ngưng mắt nhìn vậy hổ vỗ lên nhàn nhạt kim khí. Đó là canh kim khí. Bất quá, cái này đại hán Khôi Ngô canh kim khí, chân thực quá yếu, bất luận là chất lượng, vẫn là sử dụng lên, cũng xa xa không bằng mình. Nhìn vậy hướng mình đánh tới canh kim hổ trưởng, Diệp Thần nhấc tay một cái, chói mắt canh kim khí lóe lên, một quyền hướng vậy hổ trưởng kích đi, quyền ý gào thét, lại không có chút nào nhượng bộ ý. Quyền trưởng chạm nhau, như trời long đất lỡ. Cả tòa huyết hổ đỉnh đều chấn động một cái. Vậy đại hán Khôi Ngô cặp mắt mở to, thần hồn kinh hãi, cơ hồ thì phải rời thân thể ra. Hắn phát ra một tiếng thua đau giống to, chặt chẽ nhìn chằm chằm mình cơ hồ bị đánh nát tay, toàn bộ thân thể, lại là bay ngược, trực tiếp bị Diệp Thần từ tầng 2 gác lửng đánh bay, trùng trùng ném xuống đất. Diệp Thần cười nhạt nhìn vậy đại hán Khôi Ngô, vậy đại hán Khôi Ngô lực lượng ngược lại không yếu, bất quá, khống chế và đối với lực lượng hiểu, và mình so sánh, chính là khác nhau một trời một vực. Đừng xem Diệp Thần bản thể chỉ có 300 long lực lượng, nhưng là ở lực chi đạo và tỉ mỉ cảnh gia chỉ dưới, cho dù không có tận lực sử dụng tụ cắt hoặc là ngưng sóng các loại chiêu thức, cái này 300 long lực lượng, cũng có thể bộc phát ra gấp mấy lần lực tàn phá. Vậy đại hán Khôi Ngô vùng vẫy muốn từ dưới đất đứng lên thân, nhưng hoàn toàn không làm được, để cho hắn bị thương không chỉ là Diệp Thần lực lượng, cường đại kia canh kim khí đi đôi với Diệp Thần cự lực lại trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Điên cuồng phá hoại, để cho hắn bị nội thương rất nặng. Đây là, Diệp Thần thanh âm đạm mạc, đột nhiên vang lên. Ngươi làm sao bay ra ngoài? Chẳng lẽ nhanh như vậy, phải đi? Muốn đi, cũng có thể, cầm ngươi trước mặt vậy đùi gà, ăn lại đi đi. Vậy đại hán Khôi Ngô nghe vậy sững sốt một chút, nhìn mới vừa rồi mình vứt xuống Diệp Thần trước người con gà kia chân, không khỏi cả người run lên. Hắn thân thể lại vừa vặn rơi xuống mình ném xuống đùi gà chỗ ở vị trí. Đây là trùng hợp sao? Nếu như không phải là, chỉ có thể nói minh, Diệp Thần đối với lực lượng khống chế, tới một người vô cùng là kinh khủng cảnh giới. Cùng lúc đó, Linh Tiên Đế Cung.
chỗ sâu nhất một tòa cung điện. Cửa gõ vang. Hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp mở mắt ra. Hạ Nhược Tuyết tay Thanh Tú ngăn lại, cửa trực tiếp mở ra. Mà đứng ngoài cửa chính là Tiếu Vân. Hạ Như Tuyết đứng lên, trên mình lưu chuyển đạo đạo đột phá khí, hiển nhiên mới vừa đột phá không lâu. Nàng đi tới Tiếu Vân trước mặt, kích động nói, đồ đưa đến. Thấy Diệp Thần liền sao? Tiếu Vân gật đầu một cái, thằng nhóc kia, thật quá biết gây chuyện, ta theo đuổi hắn một lúc lâu, mỗi lần chạy tới, thằng nhóc này lại đi những địa phương khác. Mấu chốt thanh danh của hắn ở Linh Võ Đại Lục cũng không tốt, đắc tội không ít người. Thật không hiểu nổi, hắn một cái hỗn nguyên cảnh làm sao như thế có thể gây chuyện. Nghe được câu này, Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Đây mới là các nàng biết Diệp Thần. Chỉ bất quá, Diệp Thần bây giờ đã bước vào hỗn nguyên cảnh. Theo như thế mà nói, Diệp Thần hẳn có thể đối kháng tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả. Các nàng nhưng là rõ ràng Diệp Thần vượt biên giới tác chiến thực lực. Căn bản không có thể sử dụng tu vi để cân nhắc Diệp Thần tiềm lực. Ngươi còn biết Diệp Thần những sự việc, cũng nói với chúng ta. Hạ Nhược Tuyết tiếp tục nói. Tiếu Vân mặc dù không duyệt, nhưng vẫn là gật đầu nói, thằng nhóc kia bây giờ gia nhập một cái kêu là Huyền Nguyệt Tông tông môn, Huyền Nguyệt Tông ở Linh Võ Đại Lục địa vị vậy còn có thể, hơn nữa. Lời còn chưa nói hết, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tiếu Vân thanh âm hơi ngừng. Một giây kế tiếp, hơi thở cuồng bạo lưu động, Linh Vận đi tới trước mặt mọi người. Linh Vận nhìn một cái Tiếu Vân, không vui nói, ngươi tới quấy rầy các sư tỷ tu luyện làm gì? Lăn ra ngoài. Tiếu Vân tâm thần run lên, gật đầu nói phải, trực tiếp rời đi. Nàng ở Linh Vận trước mặt, cũng không có bất kỳ phản bác nào quyền lợi. Hơn nữa bây giờ Linh Vận cũng không phải là tiên tôn. Ở Linh Tiên Đế cung địa vị, lại là nước lên thuyền lên. Cùng Tiếu Vân rời đi, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết mới tôn xưng nói, sư phụ. Linh Vận gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào Hạ Nhược Tuyết trên mình, Nhược Tuyết, hôm nay ta là tới và ngươi nói một chuyện. Ta Linh Tiên Đế cung và một ít dị tộc thế lực cử hành một tràng linh huyết thực tập, cái này đối với chúng ta Linh Tiên Đế cung rất mấu chốt, đối với ngươi vậy rất mấu chốt. Có thể nói, là sư phụ đặc biệt là ngươi chuẩn bị. Thậm chí, người tu vi có thể hay không tiến hơn một bước, liền xem cái này thực tập đưa cho cơ duyên. Ngươi chuẩn bị một chút, không thể cự tuyệt. Hạ Nhược Tuyết môi đỏ mọng run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nuốt xuống, sư phụ. Linh Vận hài lòng gật đầu. Nàng thực lực bây giờ cao hơn một tầng lầu, hơn nữa ở trong cung địa vị nước lên thuyền lên. Nàng đủ kiêu ngạo, nghiền ép hết thảy kiêu ngạo. Nàng thậm chí nhớ lại và thằng nhóc kia đã từng là ước định. Một năm ước hẹn. Ha ha. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Không biết sống chết con kiến hôi. Bây giờ nếu như thằng nhóc kia xuất hiện ở nàng trước mặt, sợ rằng mình muốn nghiền ép hơn nữa dễ dàng. Là chỉ một cái vẫn là một cái hô hấp. Diệp Thần tự nhiên không biết Linh Tiên Đế cung sự việc. Thời khắc này hắn đang cắn đùi gà, cân nhắc nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi Đại Hán Khôi Ngô. Mới vừa rồi hắn cùng Đại Hán Khôi Ngô giao thủ đồng thời, vẫn còn có dư lực dùng một cái tay khác nhận lấy con gà này chân. Gặp Đại Hán Khôi Ngô chậm chạp không có động tính, Diệp Thần thanh âm băng lạnh xuống nói, làm sao? Không muốn đi. Vậy Đại Hán Khôi Ngô hít sâu một cái, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đưa tay, đem vậy chỉ dính đầy bụi đất đùi gà nhặt lên, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ. Hắn ánh mắt âm trầm, nhưng là, hắn không có bùng nổ, bởi vì hắn biết, mình tuyệt không phải Diệp Thần đối thủ. Hắn nhịn, hắn bây giờ ăn, không phải đùi gà, mà là khuất nhục. Nhưng dù vậy, hắn vậy nhịn, nhưng hắn biết, hắn sẽ không vĩnh viễn nhịn xuống đi. Đại Hán Khôi Ngô đem con gà kia chân liền xương cùng chung nuốt vào, đột nhiên lắc mình một cái, hóa là một con so với kia sặc sỡ huyết hổ còn muốn uy mãnh 10 lần. Cả người tản mát ra kim quang nhàn nhạt mãnh hổ. Chỉ có hóa là nguyên hình, hắn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể rời đi, gặp này nhục lớn, hắn vậy có không có tâm tư gì tham gia linh huyết thực tập. Diệp Thần nhìn vậy Đại Hán Khôi Ngô rời đi hình bóng, ánh mắt hơi chớp động, bất quá, vậy không có ngăn cản. Đoạn Kiệt lúc này đi tới Diệp Thần bên người nhỏ giọng nói, Diệp huynh, cái này Đại Hán Khôi Ngô,
lai lịch tựa hồ không nhỏ, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi phải chú ý. Diệp Thần vô tình gật đầu một cái, hắn bây giờ là Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể động được. Đột nhiên, lầu 2 đi thông lầu 3 nơi thang lầu, vang lên một loạt tiếng bước chân, Diệp Thần mấy người hướng phương hướng kia nhìn, chỉ gặp một người vóc người bốc lửa, lúa mì màu da thiếu phụ, ngáp, lười biếng từ lầu 3 đi xuống. Diệp Thần, bạch bào thanh niên, và đầu kia hổ đen, thấy được tên kia thiếu phụ, lại cùng trong chốc lát, hơi biến sắc mặt. Nhất là Diệp Thần. Khí tức thật là mạnh, thật là nồng đậm máu tươi. Diệp Thần nhìn chằm chằm tên kia thiếu phụ trong mắt là màu vàng nhạt mắt dọc, cực kỳ quỷ dị. Nếu như hắn không đoán sai, đối phương hiển nhiên là máu này tộc hổ người. Thiếu phụ này tu vi, hẳn là nửa bước tinh khiếu hoặc là chân chánh tinh khiếu cảnh. Hơn nữa, Diệp Thần tin tưởng, nàng chân thực chiến lực, sợ rằng mạnh hơn ra không thiếu. Mặc dù mỗi một cái có thể đột phá tinh khiếu cảnh võ giả, cơ hồ đều là chiến lực tuyệt mạnh vô địch yêu nghiệt, nhưng là, Diệp Thần tin tưởng, cho dù ở những thứ này yêu nghiệt bên trong, máu này tộc hổ thiếu phụ, vậy tuyệt đối là cường giả. Bởi vì, có tìm linh chân quyết, hơn nữa tu luyện thần ma luân hồi quyết Diệp Thần rất rõ ràng, trên người nàng huyết hổ máu tươi ý, quá nồng đậm. Xem ra Huyền Nguyệt Tông đề cử cái này huyết hổ tộc không bình thường à. Đối mặt nàng, thật là giống như là đối mặt một đầu chân chính hung thú như nhau. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, nếu như có thể đề luyện ra thiếu phụ tinh huyết trong cơ thể, cho dù không tham gia linh huyết thực tập, vậy đủ. Thiếu phụ kia làm biếng nhìn mấy người một mắt, đột nhiên nâng lên tay, chỉ hướng ngơ ngác nhìn Diệp Thần Đoạn Kiệt nói. Ngươi, có thể đi về. Đoạn Kiệt cả kinh, còn muốn nói gì, nhưng mà, bị thiếu phụ kia màu vàng nhà thụ hạng mục đảo qua, thân thể lại không bị khống chế đi xuống lầu dưới. Thiếu phụ kia nhìn Diệp Thần ba người nói, các ngươi ba cái, tư chất đổ cũng không tệ lắm, bất quá, ta chỉ có thể đề cử các ngươi một người tham gia linh huyết thực tập, cho nên, tiếp theo, cấp cho các ngươi một điểm nhỏ khảo nghiệm. Diệp Thần ba người nghe vậy, thần sắc nghiêm lại. Máu kia tộc hổ thiếu phụ cười nhạt nói, cái này khảo nghiệm, vậy rất đơn giản, chính là, chỉ cần các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này là được. Diệp Thần nghi ngờ nhìn thiếu phụ kia, tiếp tục ở chỗ này. Có ý gì? Thiếu phụ đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, nói tiếp, có thể kiên trì lâu nhất cái đó, sẽ được tham gia linh huyết thực tập tư cách, các ngươi, cố gắng lên đi. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng hổ gầm mơ hồ ở mấy người trong tai vang vọng. Thiếu phụ kia trong cơ thể, đột nhiên toát ra vô cùng kim quang chói mắt, một đạo hung hổ hư ảnh, ở thiếu phụ sau lưng hiện lên, tản mát ra làm người ta run rẩy kinh thiên uy đè. Liên liên Diệp Thần ở uy thế này dưới, đều là sắc mặt đại biến, lui một bước nhỏ, đồng thời, hắn sáu cái thần vương đạo và canh kim khí tự động bọc toàn thân. Không chỉ như vậy, hắn cả người kim quang bạo tránh, trên người màu tím kim đường vân hiện ra. Lại liền cổ huyết gia hộ cũng không cách nào khống chế tự đi phát động. Mà vậy bạch bào thanh niên, hổ đen vậy so hắn cũng không khá hơn chút nào, bạch bào thanh niên cả người gầm thét, lại ngay tức thì hiện ra nguyên hình, biến thành một con to lớn bạch hổ. Hắn hổ gầm liền liền, trên mình cũng là kim quang lập lòe, trên trán chữ vương lại là phát ra sáng chói ánh sáng trắng, một cổ vương uy từ trên người hắn tản ra. Vậy hổ đen chính là gào thét một tiếng. Nguyên bản hoàn toàn đen nhánh trên thân thể, lại hiện ra đạo đạo màu trắng đường vân, cùng vậy lông trắng hắc văn bạch hổ vừa vặn ngược lại, lại biến thành một con hắc mao bạch văn dị thú. Đồng thời, hai tròng mắt bên trong huyết quang bạo tránh, lại tản mát ra một cổ vậy đại hán khôi ngô hoàn toàn không cách nào so sánh trầm ngưng sát khí, tí ti vô cùng là tinh thuần ma khí ở hắn chung quanh thân thể lượn lờ. Huyết hổ tộc thiếu phụ thấy vậy, trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt. Nhiều hứng thú đánh giá Diệp Thần cùng ba người, lười biếng nói. Ma hổ nhất tộc bên trong bạch hổ huyết mạch người có, bạch kim rừng rậm bạch hổ yêu tộc loài vương, còn có cái này có bạch hổ linh huyết, lại đem canh kim khí luyện hóa đến như vậy bước, lại vẫn mang một tia thần tính loài người. Không đúng, còn có sáu cái thần vương đạo cùng với thức tỉnh bộ phận quy luật. Năm nay Huyền Nguyệt Tông đệ tử, thật đúng là có ý tứ à, xem ra, không nghiêm túc một chút. Vẫn không thể cho các ngươi đầy đủ áp lực à. Sau lưng nàng hung hổ hư ảnh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lại là một tiếng gầm thét phát ra,
nguyên bản liền làm người ta cơ hồ hít thở khó khăn uy áp, lại ngay tức thì lại cường đại gấp đôi. Vậy hổ đen và bạch hổ, đồng thời phát ra vô cùng là thống khổ hổ gầm, cả người tuôn ra xương máu. Ở đó hổ đen sau lưng, trong nháy mắt hiện ra một viên trong con ngươi lóe lên huyết quang dữ tợn đầu hổ, vậy đầu hổ màu sắc, cũng không phải là màu đen, mà là màu trắng. Mà một bên bạch hổ đỉnh đầu, giống vậy hiện ra một đạo cả người lóe lên kim quang hình hổ hư ảnh, xem hình dáng, và huyết hổ tộc thiếu phụ sau lưng hung hổ chi hình, vô cùng làm tướng tựa như. Đáng chết! Diệp Thần hét lớn một tiếng, bề mặt đã rịn ra tí tí vết máu, trong cơ thể kinh mạch đang điên cuồng bể tan tành trước, lại đang hắn cường đại bất hủ thần thể hạ, không ngừng khép lại, vậy ngay tại lúc này, một đạo ngự thú tiên nhân hư ảnh hiện lên Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần hơi ngẩn ra, xem ra là ngự thú linh thần ra tay. Cũng đúng, ngự thú linh thần và những thứ khác cùng cảnh cường giả, ở thực lực lên có rất lớn chênh lệch. Nhưng là, ngự thú linh thần ở yêu thú trước, có quyền uy tuyệt đối. Giờ khắc này, ba người ở đó huyết hổ tộc thiếu phụ dưới sự uy áp, lại không hẹn mà cùng kích phát riêng mình lực lượng. Máu kia tộc hổ thiếu phụ thấy hổ đen và bạch hổ sau lưng hư ảnh lúc, thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì. Có thể khi nàng nhìn thấy Diệp Thần sau lưng ngự thú tiên nhân hư ảnh, nhưng là ánh mắt chớp mắt, nhìn Diệp Thần lúc đó, trên mặt hiện ra vẻ kinh dị. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi, rất nhanh, huyết hổ tộc thiếu phụ liền ngáp thu hồi ánh mắt, nàng vung tay lên, trên đất nhiều một tấm giường ngọc và một bộ áo ngủ bằng gấm, lại cứ như vậy nằm ở trên giường ngọc, đang đắp áo ngủ bằng gấm ngủ dậy giác tới. Diệp Thần và hai đầu hổ yêu thấy vậy, đều là sững sốt một chút, tiếp theo lộ ra khóc cười không có sắc, thiếu phụ này không phải mới vừa thức dậy sao? Tại sao lại ngủ dậy rồi? Bất quá, thiếu phụ này mặc dù đang ngủ, nhưng mà, vậy hung hổ hư ảnh tản ra áp lực, nhưng không có giảm bớt chút nào, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cho dù lấy hắn thân thể tố chất, đều có chút chịu không nổi. Cũng may có ngự thú linh thần hóa giải một số lực lượng. Hắn không khỏi liếc một bên hai con hổ yêu một mắt, đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, hai cái con này hổ yêu mặc dù nhìn như so mình còn thảm một ít, nhưng lại vậy chống đỡ xuống. Diệp Thần cường độ thân thể, nhưng mà vô cùng là kinh người, như vậy có thể gặp, hai cái con này hổ yêu thân thể, có cường hãn dường nào, hoàn toàn không phải vậy sặc sỡ huyết hổ và đại hán khôi ngô có thể so sánh được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian rời đổi, Diệp Thần quanh thân xương máu, vậy dần dần nồng nặc, nhưng mà, hắn sắc mặt, lại ngược lại buông lỏng một phần. Hắn nhắm mắt ngưng thần, vô tận ma khí phun trào, bao quanh vậy ngự thú tiên nhân hư ảnh. Diệp Thần lại đang điều chỉnh thân thể, thích ứng vô hình kia vô chất thông thiên uy áp. Không chỉ là hắn, những thứ khác hai con hổ yêu hiển nhiên cũng đang dùng mình phương thức, thử thích ứng cái này uy áp. Một lúc lâu sau, máu kia tộc hổ thiếu phụ ngáp một cái, ngồi dậy duỗi người, nhìn lướt qua còn đang khổ cực chống đỡ hai yêu một người, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, cái này ba người thiên phú, đều có thể gọi là nghịch thiên. Bất quá, trong đó vượt trội nhất, vẫn là Diệp Thần. Nàng nhìn nhiều Diệp Thần một mắt, vẫn là cái này tộc người tiểu tử, nàng nhìn ra được, mặc dù bọn họ ba người đều ở đây thích ứng nàng uy áp. Nhưng là, vậy bạch hổ về tinh thần. Tựa hồ có chút chịu không nổi, mà vậy hổ đen, chính là trên thân thể, dần dần có chút không theo kịp, chỉ có Diệp Thần, tinh thần và thể xác, cũng mơ hồ bắt đầu thích ứng mình uy áp. Ở nàng nhìn lại, vậy loài vương bạch hổ yêu, là ba người bên trong bạch hổ huyết mạch nồng nhất úc người, hơn nữa, vẫn là hổ bên trong vua. Nhìn như lại chiếm đoạt qua không thiếu đẳng cấp cao canh kim, thân thể mạnh, có thể tưởng tượng được. Mà vậy ma hổ yêu. Mặc dù huyết mạch yếu hơn bạch hổ yêu, nhưng là, trừ bạch hổ huyết mạch, trong cơ thể ma huyết, cũng là vô cùng là đậm đà, thân xác cũng là tương đương cường hãn. Bất quá, bởi vì ma huyết cùng canh kim chí dương chí cương hơi thở mâu thuẫn với, đưa đến hắn hấp thu canh kim lấy được thân thể cường hóa, so bạch hổ yêu yếu hơn không thiếu. Cho nên, ở thân xác phương diện, so bạch hổ yêu kém một nước, nhưng là, ma tộc trừ thể xác, một cái khác cường đại phương diện. Chính là thần hồn của bọn họ. Bởi vì điều khiển ma huyết ma khí, cần lợi dụng cường đại thần hồn không ngừng áp chế, nếu không, ngược lại có thể bị vậy ma khí ma huyết cắn trả. Vì vậy,
Cái này ma hổ vốn là cường đại thần hồn rèn luyện được cứng cáp hơn, lại so với kia bạch hổ yêu, tăng thêm một bậc. Còn như Diệp Thần, huyết mạch độ dày so sánh vậy bạch hổ yêu và ma hổ, yếu hơn không ít, nhưng là, bất luận là thân thể tố chất vẫn là thần hồn cường độ, mạnh nhất, đều là Diệp Thần. Còn có một chút để cho thiếu phụ nghi ngờ, Diệp Thần huyết mạch nhìn như phổ thông, nhưng lại cho nàng một loại nhìn không thấu cảm giác. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cảm nhận được huyết mạch uy hiếp. Bất quá nàng vậy không suy nghĩ nhiều, lấy là mình nhìn lầm rồi. Thiếu phụ lại ngáp một cái, xem ra, còn có thể lại hơn ngủ một hồi, tiếp theo, lại nằm xuống nằm vật xuống ở giường. Lại qua 2 giờ, vậy hổ đen yêu, trước nhất tới cực hạn. Nhưng là, cũng không phải là bởi vì hắn thân thể đã chống đỡ không đi xuống, mà là, bởi vì thân thể tiếp nhận gánh vác quá lớn, đưa đến trong cơ thể hắn ma tính nhân cơ hội bùng nổ. Cho dù lấy hắn thần hồn mạnh, ở ma tính hoàn toàn bùng nổ dưới tình huống, vậy rất khó khống chế, huống chi hắn bây giờ tâm thần toàn đều đặt ở cùng huyết hổ tộc thiếu phụ uy áp đối kháng trên. Cái này ma hổ thể xác tuy là ba người bên trong yếu nhất, nhưng cũng là vô cùng là cường hãn tồn tại, còn không có dễ dàng như vậy liền không nhịn được. Nhưng mà, không hoàn toàn ma tộc hoặc là có ma huyết sinh linh, một khi thân thể đến cực hạn, hoặc là bị thương quá nặng, rất dễ dàng liền sẽ bởi vì không khống chế được trong cơ thể ma tính mà rơi vào không cách nào khống chế ma hóa trạng thái. Loại trạng thái này hạ, bọn họ cường độ thân thể, lực lượng đợi một chút có thể sẽ nhất định có tăng lên, nhưng là, giá phải trả nhưng là bọn họ lý trí. Vậy ma hổ gầm thét một tiếng, lại muốn dựa vào rất lực tới chống cự vô hình kia uy áp. Một khắc sau, một tiếng rên truyền tới, vậy ma hổ thân thể mới vừa động, liền bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay, rơi xuống gác lửng ra. Cởi một cái cách lầu các phạm vi, bao phủ ở ma hổ trên người uy áp lập tức tiêu tán, hắn cũng ở đây trong nháy mắt khôi phục ý thức, khống chế mình thân thể, vững vàng rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2 gác lửng, huyết mâu bên trong lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn không cam lòng, cũng không phải là bởi vì mất đi linh huyết thực tập tư cách, mà là bởi vì mình ma tính bùng nổ, mà bại bởi bạch hổ yêu và nhân loại kia. Một lát sau, hắn cúi đầu, xoay người đi dưới núi đi tới, đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, mình, nhất định phải hoàn toàn nắm trong tay mình trong cơ thể ma tính, lại cũng sẽ không có bất kỳ mất lý trí lúc. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm được tộc người và bạch hổ yêu, đem bọn họ đánh tan hoàn toàn, chứng minh mình mới là mạnh nhất. Lại qua 2 giờ, vậy loài vương bạch hổ yêu lúc này đã cơ hồ biến thành một đầu huyết hổ, nhưng là, so sánh thương thế trên người, hắn thần hồn, mới là nguy hiểm nhất. Lúc này, trán hắn vương văn, ánh sáng trắng ảm đạm rất nhiều, một đôi màu vàng nhạt hổ mâu, vậy dần dần đổi được đục ngầu đứng lên. Nó khó khăn quay đầu, nhìn một cái bên cạnh Diệp Thần. Diệp Thần so hắn tốt quá nhiều, chau mày. Mặc dù bị thương, nhưng mà Diệp Thần ánh mắt, nhưng vẫn sáng ngời. Giống như nửa đêm bên trong tinh thần, lóe lên kiên định chói lọi. Vậy bạch hổ yêu trong con ngươi hiện ra vẻ bất đắc dĩ cùng thất lạc, lại lần đầu mở miệng nói tiền bối, ta buông tha. Trên giường ngọc, tựa hồ đang ngủ say huyết hổ tộc thiếu phụ lỗ tai giật giật, bất đắc dĩ bỏ người lên, duỗi cái thật to vươn người. Đầy đặn ngực để cho người mơ tưởng viễn vong. Ở nàng đứng dậy ngay tức thì, sau lưng hung hổ hư ảnh, vậy chớp mắt biến mất, Diệp Thần và bạch hổ yêu, đồng thời đều cảm thấy thân thể trước đó chưa từng có ung dung, miệng to thở hổn hển. Bạch hổ yêu thân hình thoát một cái, lần nữa hóa hình thành tên kia bạch bào thanh niên, hắn hướng về phía Diệp Thần ôm quyền nói, bạch vô tuyền. Diệp Thần có chút bất ngờ nhìn hổ yêu này một mắt, bất quá vẫn là giống vậy ôm quyền nói, Diệp Thần. Bạch Vô Tuyền nhìn xem máu kia tộc hổ thiếu phụ, gặp đối phương mắt lim dim buồn ngủ, tạm thời không nói gì ý nghĩa, liền tiếp tục đối với Diệp Thần nói. Ngươi rất mạnh, là ta thua, Diệp Thần, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, trong tương lai có rảnh rỗi, có thể tới Bạch Kim rừng rậm tìm ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Diệp Thần chân mày khều một cái này bạch hổ yêu lại muốn kết giao mình. Không phải nói yêu tộc gần đây xem thường tộc người sao? Bất quá, Diệp Thần vẫn là cười nhạt nói, nhất định, bất quá, Bạch Huynh mới vừa rồi, còn chưa tới cực hạn chứ. Bạch Vô Tuyền sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, không sai,
ta còn có thể kiên trì tiếp, nhưng là, ta rõ ràng, cho dù ta tiếp tục mạnh chống đỡ, vậy rất khó thắng được ngươi. Cho nên, ta thừa nhận ta thua. Trọng yếu hơn chính là, nếu như ta mạnh hơn nữa chống đỡ nữa, có thể sẽ làm bị thương thần hồn của ta, thậm chí có thể ảnh hưởng ta căn cơ. Đối với ta lại nói, căn cơ ổn định, so linh huyết thực tập càng trọng yếu hơn. Diệp Thần nhìn Bạch Vô Tuyền, ánh mắt hơi chớp mắt, không phải nói yêu tộc hành động đều thích hành động theo cảm tình sao. Có thể cái này Bạch Vô Tuyền nhưng hoàn toàn không cùng, thậm chí so đại đa số tộc người, cũng hơn nữa lý trí. Bạch Vô Tuyền nói xong, nhìn máu kia tộc hổ thiếu phụ một mắt, thì lễ nói, vãn bối xin được cáo lui trước. Huyết hổ tộc thiếu phụ một bên ngáp, một bên tùy ý khoát khoát tay, Bạch Vô Tuyền đối với Diệp Thần gật đầu một cái, liền xoay người rời đi gác lưng. Rốt cuộc, lầu các này tầng 2, chỉ còn lại có Diệp Thần và máu kia tộc hổ thiếu phụ. Diệp Thần ăn vào một viên đan dược, yên lặng điều tức, chờ đợi máu kia tộc hổ thiếu phụ mở miệng. Huyết hổ tộc thiếu phụ mắt buồn ngủ mông lung, liền liền đánh hết mấy ngáp, mới tựa hồ thanh tỉnh một chút, bình tĩnh nhìn Diệp Thần nói, ngươi, chính là lưu đến sau cùng cái đó sao? Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Ừ, huyết hổ tộc thiếu phụ gật đầu một cái, ngươi là cái đó Huyền Nguyệt Tông Diệp Thần chứ? Ta kêu Chỉ Vân Tuệ. Diệp Thần thi lễ nói, gặp qua ao tiền bối. Chỉ Vân Tuệ mặt mũi lười biếng, cực kỳ giống buồn ngủ mèo, nàng đột nhiên đưa ra ngón tay thon dài, hướng về phía Diệp Thần ngoắc ngoắc. Diệp Thần sắc mặt sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn Chỉ Vân Tuệ nói, ao tiền bối thế nào? Chỉ Vân Tuệ làm biếng nói, ta khốn. Diệp Thần trong mắt mê mang sâu hơn một phần, vây hãm. Vây hãm lại cùng bản thân có quan hệ thế nào? Ngươi, tới đây, Chỉ Vân Tuệ lại ngoắc ngoắc ngón tay. À, Diệp Thần ngây ngốc nhìn cái này tu vi vô cùng là khủng bố, lúc này lại giống như một nữ sinh nhỏ giống vậy huyết hổ tộc thiếu phụ, không biết nàng muốn làm gì. Ta kêu ngươi tới đây, Chỉ Vân Tuệ thiếu trên mặt hiện lên vẻ bất mãn, uy áp cường đại mơ hồ lại phải chào hướng Diệp Thần. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vẫn là theo lời đi tới Chỉ Vân Tuệ trước giường nói, tiền bối có chuyện gì không? Chỉ Vân Tuệ quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là cùng ta ngủ. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt biến đổi, đầu óc đột nhiên có chút không chuyển qua cong tới, Chỉ Vân Tuệ nói gì? Cùng nàng ngủ. Không cùng Diệp Thần làm ra phản ứng, Chỉ Vân Tuệ đột nhiên vung tay lên, một khắc sau, một cổ lực lớn vô căn cứ hiện lên, cho dù lấy Diệp Thần lực lượng mạnh, vậy chút nào không cách nào phản kháng, ngay tức thì liền bị dẫn tới trên giường. Chỉ Vân Tuệ lồi lõm thích thú đầy đặn thân thể, lập tức dính vào Diệp Thần trên mình, thật chặt ôm lấy Diệp Thần, đẹp thành thục trên gương mặt, cũng lộ ra cái giống như đứa nhỏ vậy, ngây thơ mà nụ cười thỏa mãn, lại thật cứ như vậy chầm chầm đi ngủ. Chỉ để lại Diệp Thần trợn mắt nhìn một đôi mắt, hắn thử quẩy người một cái, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào, mà Chỉ Vân Tuệ vậy xinh đẹp ngủ mặt, cơ hồ đều muốn dán đến mặt hắn lên, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, thiếu phụ hô hấp, phun ra ở mình chóp mũi. Người Chỉ Vân Tuệ trên mình, cùng roi ngựa có tương tự đặc biệt thơm dịu, cảm thụ dán chặt ở trên người mình vậy cái mềm mại, tràn đầy co giãn nóng như lửa thân thể, Diệp Thần tim đập, càng lúc càng nhanh. Diệp Thần vừa định để cho ngự thú linh thần ra tay, đối phương nhưng khoan thai nói, một mình ngươi người đàn ông lại không lỗ lã, cần ta xuất cái gì thủ. Diệp Thần không biết làm sao. 3 tiếng sau đó, Chỉ Vân Tuệ từ từ mở mắt, thỏa mãn ngồi dậy, ở trên giường ngọc duỗi người. Diệp Thần nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc giải phóng, cái này 3 tiếng, thật là so chịu đựng Chỉ Vân Tuệ vậy vô cùng uy áp kinh khủng lúc, còn muốn canh đau khổ gấp 100 lần. Chỉ Vân Tuệ có chút buồn cười nhìn Diệp Thần dáng vẻ, đột nhiên đùa dai vậy đánh chụp Diệp Thần cái mông. Diệp Thần cả kinh, ngay tức thì từ trên giường bắn người lên, liền lui ra ngoài mấy bước, có chút cảnh giác nhìn Chỉ Vân Tuệ, nữ nhân này, thật sự là để cho hắn có chút không chịu nổi. Chỉ Vân Tuệ vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi không cần cái bộ dáng này, và ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta phạm dậy khốn tới, thích ôm cái gì ngủ, mới vừa rồi đầu óc có chút không tỉnh táo, quên linh huyết thực tập chuyện, cầm ngươi làm tới cùng ta ngủ, ha ha ha. Diệp Thần dở khóc dở cười nhìn Chỉ Vân Tuệ, nếu không phải thể nghiệm qua nàng uy áp kinh khủng,
Diệp Thần thực đang hoài nghi nàng có phải hay không một cái tinh khiếu võ giả. Chỉ Vân Tuệ tiếng cười thu lại, nói tiếp, tốt lắm, bây giờ ta cũng ngủ đủ rồi, nên nói chuyện tránh sự, người biết, chúng ta tại sao phải cho một ít Huyền Nguyệt Tông đệ tử cơ hội, đề cử bọn họ tham gia linh huyết thực tập sao? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, mời tiền bối dạy bảo. Chỉ Vân Tuệ ánh mắt đột nhiên ảm đạm một phần. Bởi vì, chúng ta những dị tộc này, dần dần bắt đầu sa sút, bởi vì huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, bọn hậu bối tư chất, vậy càng ngày càng kém. Mà chúng ta trong cơ thể, hoặc giả hơn hoặc thiếu, chứa một tia thượng cổ yêu thú huyết mạch. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, có rất nhiều lòng trong lòng ác ý ác đồ, cũng mơ ước chúng ta huyết mạch trong cơ thể. Cho nên, loại thời điểm này, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm đồng minh trợ giúp. Vừa vặn Linh Tiên Đế cung tiền bối nguyện ý ở Linh Tiên Sơn cho chúng ta cái này cơ hội. Mặc dù không biết bọn họ tại sao tốt như vậy lòng, nhưng cuối cùng là một cơ hội. Diệp Thần nói, ta nhớ, cái này linh huyết thực tập, chỉ có thể trẻ tuổi tiểu bối tham gia. Đồng minh như vậy, sợ rằng trợ giúp không lớn chứ. Nếu là có người muốn đối với huyết hổ tộc bất lợi, liền tiền bối đều không cách nào đối phó, lấy ta thực lực, vừa có thể làm được gì đây? Chỉ Vân Tuệ cười nói, sau lưng của ngươi, không phải còn có Huyền Nguyệt Tông sao? Hơn nữa Linh Tiên Đế Cung và còn lại lớn thực thế lực, không là đủ rồi. Hơn nữa, ta muốn ngươi trợ giúp huyết hổ tộc, cũng không phải bây giờ, mà là tương lai. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần hai mắt nói, có thể thông qua ta khảo hạch, đều là tiềm lực vô hạn thiên tài, cho nên, ta yêu cầu đồng minh, không phải bây giờ ngươi, mà là tương lai ngươi. Tương lai, ở ngươi trong phạm vi năng lực, muốn ở huyết hổ tộc cần lúc đó, ra tay trợ giúp huyết hổ tộc một lần. Như vậy, cho dù tương lai ta không có ở đây, thông qua những năm gần đây góp nhặt người xuống mạch, vậy đủ để giữ được huyết hổ tộc nhất thời. Vừa nói, nàng màu vàng nhạt trong con ngươi, lộ ra vẻ cô đơn cùng mệt mỏi, nhiều năm qua như vậy, huyết hổ tộc thời kỳ giáp hạt, cũng chỉ có nàng một cái tinh khiếu cảnh cường giả chống đỡ. Vì huyết hổ tộc, nàng không biết thao liền nhiều ít lòng, vốn là, lấy tính nàng, nhất không muốn đụng, chính là phức tạp như vậy chuyện. Nhưng là dưới mắt, cái này chuyện phức tạp tình, nàng phải vác. Diệp Thần nhìn Chỉ Vân Tuệ cặp mắt, trịnh trọng gật đầu một cái nói, ta đáp ứng. Chỉ Vân Tuệ cười nói, tốt lắm, thực tập ở 3 ngày sau bắt đầu, mấy ngày nay, ngươi trước hết ở lầu các này bên trong ở đi, ta còn có chút chuyện bận rộn, phải đi. Dứt lời, không cùng Diệp Thần trả lời, liền thân hình chớp mắt, mất đi bóng dáng. Lầu các tầng 2, chỉ để lại Diệp Thần một người, nhìn vậy Trương Hoàn mang Chỉ Vân Tuệ nhiệt độ cơ thể giường ngọc, hơi xuất thần. 3 ngày sau, Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Trước khi muốn nói nhận chịu Chỉ Vân Tuệ tinh khiếu cảnh uy áp thời gian dài như vậy, cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có, mấy ngày nay hắn lặp đi lặp lại thể ngộ cùng uy áp chống lại cảm giác, hôm nay nếu để cho hắn lần nữa đối mặt cường giả loại này uy áp, chắc hẳn ứng phó sẽ hơn nữa nhẹ nhõm một chút. Ngay tại hắn mở mắt ra sau không lâu, một đạo kim sắc độn quang bay vào trong phòng, kim quang thu lại, hiện ra Chỉ Vân Tuệ thướt tha bóng người. Chỉ Vân Tuệ nhìn một cái Diệp Thần nói, thời gian xong hết rồi, nên đi Linh Tiên Sơn tham gia linh huyết thực tập. Diệp Thần nhìn Chỉ Vân Tuệ trên mình tựa hồ mang theo chút thương thế, có lẽ cùng người nào giao thủ qua vậy, không khỏi có chút kỳ quái, dẫu sao Chỉ Vân Tuệ nhưng mà tinh khiếu cảnh cường giả, lại cũng có người có thể để cho nàng bị thương. Chỉ Vân Tuệ tựa hồ xem thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, không việc gì, có 3 cái tinh khiếu cảnh lão gia cùng đi tìm ta, để cho ta đề cử một người tham gia linh huyết thực tập, ta cự tuyệt sau đó xảy ra điểm mâu thuẫn thôi. Diệp Thần nghe vậy thần sắc khẽ biến, 3 tên tinh khiếu cảnh. Có thể để cho 3 tên tinh khiếu đại năng cùng đi yêu cầu Chỉ Vân Tuệ đề cử người, khẳng định, sẽ không yếu chứ. Hơn nữa, người này sau lưng thế lực, cùng với hắn địa vị, vậy tuyệt sẽ không so Huyền Nguyệt Tông và Diệp Thần bí truyền đệ tử thân phận phải kém. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về phía Chỉ Vân Tuệ ánh mắt nhu hòa một ít, nói, ao tiền bối như là vì huyết hổ tộc đem để cân nhắc, người này, tựa hồ so ta canh có giá trị mới đúng chứ. Chỉ Vân Tuệ đối với Diệp Thần mở chừng hai mắt nói, đây có thể chưa chắc, người nọ mặc dù đúng là cũng là xứng đáng không thẹn tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là, ta
ta canh coi trọng ngươi, hơn nữa, ta nếu đã đáp ứng ngươi, há lại sẽ lật lọng. Tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta mau lên đường đi. Dứt lời, nàng vung tay lên, một đạo kim quang bao quanh Diệp Thần, phóng lên cao. Không biết qua bao lâu, Chỉ Vân Tuệ liền dẫn Diệp Thần, đi tới một tòa bị mây mù bao phủ thung lũng bên trong. Hai người đứng ở tràn đầy vô giới hạn cuồn cuộn xương trắng trên, Diệp Thần hướng dưới chân nhìn xem, hỏi, nơi này, chính là linh huyết thực tập tiến hành địa phương sao? Linh Tiên Sơn, Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh liền ở phụ cận đây. Khả năng này là hắn và hai người khoảng cách gần đây một lần. Hắn cường đại thần niệm thả ra, nhưng cái gì vậy không cảm ứng được. Chỉ Vân Tuệ gật đầu nói, cái này thung lũng phía dưới, chính là linh huyết thực tập tiến hành nơi, cái này phiến biển sương mù, là do Linh Tiên Đế Cung và trên trăm cái dị tộc cường giả, liên thủ bày cấm chế phòng vệ, cho dù là tinh khiếu cảnh trở lên tồn tại, cũng không cách nào xông vào. Diệp Thần trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, cái này nhìn tầm thường sương mù dày đặc, lại như thế đáng sợ. Hắn lại có chút không hiểu nhìn về phía Chỉ Vân Tuệ nói, ao tiền bối, liền ta một người tham gia thực tập sao? Huyết hồ tộc không có ai tham gia. Chỉ Vân Tuệ trầm mặc chốc lát, đột nhiên đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người biết, tại sao đánh đố ta nghiệm các ngươi thời điểm, dùng là uy áp sao? Diệp Thần lắc đầu nói, mời ao tiền bối chỉ giáo. Chỉ Vân Tuệ nói, bởi vì, cái này linh huyết thực tập, cũng không phải là muốn các tộc thiên tài lẫn nhau chiến đấu. Đó là, sương mù này biển dưới, phong ấn một kiện dị bảo, tên là Bách Thú Đồ, có đặc thù máu tươi và huyết mạch người, đối mặt cái này Bách Thú Đồ lúc, sẽ kích hoạt một món đối ứng chân linh tinh hồn, cái này thật linh tinh hồn, là do máu tươi biến thành, có thể phát ra thuần túy chân linh uy áp. Nàng trong ánh mắt mơ hồ hiện ra vẻ ngưng trọng nói, mặc dù, thực tập nội dung không phải chiến đấu, nhưng là, phải chịu đựng cái này thật linh uy áp, so với chiến đấu, hơn nữa nguy hiểm hơn. Cái này linh huyết thực tập, trước kia mở ra, có rất lớn bộ phận thiên tài chết ở vậy thật linh dưới sự uy áp, mà bọn họ sau khi chết, tinh huyết trong cơ thể liền sẽ bị vậy thật linh tinh hồn hấp thu, mạnh mẽ tự thân. Mà ngươi nếu có thể thông qua thực tập, thì có thể được một chút máu tươi, ta huyết hổ tộc cái này một đời nhân tài tàn lụi, không có quá xuất sắc thiên tài, không cần phải để cho bọn họ tìm cái chết vô nghĩa. Diệp Thần nghe vậy, hai hàng lông mày hơi nhăn, chỉ là một giọt máu tươi, là có thể mang cho mình lớn mạnh như vậy lực lượng, cho dù đây là bởi vì thần ma luân hồi quyết nghịch thiên, vậy có thể thấy được thượng cổ hung thú máu tươi có kinh khủng dường nào. Lần thực tập này, sợ rằng sẽ không ung dung. Chỉ Vân Tuệ nhìn Diệp Thần dần dần nặng nề mặt mũi nói. Bây giờ ngươi biết, tại sao, muốn có máu tươi mới có thể tham gia thực tập chứ? Cái này bách thú trong bản vẽ chân linh tinh hồn, đều là có cực mạnh linh trí tồn tại. Cái này thực tập, thật ra thì tương đương với một lần đánh bạc, là ngươi cùng cái này thật linh tinh hồn bây giờ, lấy máu là tiền đặt cuộc đánh cờ. Ngươi bây giờ nếu như muốn thối lui ra, vẫn còn kịp. Diệp Thần thần sắc khôi phục rửng rưng, mỉm cười nói, tiền bối yên tâm, đánh cuộc. Ta cho tới bây giờ không có thua qua, coi như là chân linh đích thân tới, cũng giống như vậy. Bỏ mặc cái này thật linh tinh hồn cường đại dường nào, Diệp Thần cũng sẽ chiến thắng nó. Chỉ Vân Tuệ khoát tay một cái, cười nói, ha ha, ngươi thật đúng là một cái người đàn ông tốt, nếu như và ngươi cùng phòng, nói không chừng, có thể là huyết hổ tộc sinh ra cái tốt đời sau. Diệp Thần nghe vậy nụ cười cứng đờ, khiếp sợ nhìn về phía Chỉ Vân Tuệ, nàng nói gì? Sinh đời sau, không nghe lầm chứ? Không cùng Diệp Thần nói chuyện, Chỉ Vân Tuệ liền sử dụng một quả đầu hổ lệnh bài, điểm ngón tay một cái, đầu ngón tay chỗ ngưng tụ ra một giọt máu tươi, bay về phía vậy cái lệnh bài ngay tức thì ánh sáng lớn thả, theo hướng vậy cuồn cuộn biển sương mù. Nhất thời, biển sương mù bên trong, phân ra một cái lối đi. Mơ hồ có thể thấy đáy cốc. Chỉ Vân Tuệ quanh thân kim quang chớp mắt, mang Diệp Thần đi lối đi kia bên trong, phi độn đi. Rất nhanh, hai người liền tới đáy cốc chỗ. Lúc này, trong cốc đã tụ tập không ít người. Ngay tại Chỉ Vân Tuệ mang Diệp Thần rơi xuống đất không lâu, cách đó không xa, đột nhiên truyền tới một có chút chua ngoa thanh âm cô gái. Ai yêu, đây không phải là Chỉ Vân Tuệ sao? Làm sao? Các ngươi huyết hổ tộc làm sao liền mang đến một người tham gia linh huyết thực tập? Ồ,
còn là một người ngoại tộc. Ha 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 ha, huyết hổ tộc đã không chịu nổi đến như vậy trình độ sao? Ta xem, dứt khoát trực tiếp từ chân linh bách tộc bên trong xóa tên coi là. Chỉ Vân Tuệ nghe vậy, màu vàng nhạt trong con ngươi sắc bén chớp mắt, hướng cách đó không xa một người áo bào cho cô gái nhìn. Vậy áo bào cho cô gái một đầu tóc muối tiêu, hơi thở lạnh như băng, ở sau lưng nàng, còn đứng ba cái hơi thở bất phàm thanh niên. Làm Diệp Thần ánh mắt hướng người cuối cùng nhìn lúc, nhưng là ánh mắt chớp mắt, trên người người này lại có chủng thị huyết cảm giác. Cực độ lạnh như băng. Huyết mạch thật giống như mang một tia thượng cổ hung thú cho soi ý. Cố nhiên hình người, nhưng giống như một đầu hung lang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.